Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 5101 nội dung được viết bên trong chính là một số nghi vấn có liên quan tới việc đo lường quỹ đạo sao do mấy người Copernicus đưa ra. Mà giáo sĩ lại sử dụng nội dung bên trong bản thảo của Tư Thiên Giám Đại Minh, nói cách khác, trước thời kỳ giữa của Đại Minh thì cả Âu Lục còn chẳng tồn tại lịch pháp. Một dân tộc ngay cả lịch pháp cũng không có thì sao có thể có nền nông nghiệp phát triển, không có nền nông nghiệp phát triển thì không thể sở hữu dân số lớn. Mà dân số mới là tiêu chuẩn để đo sự văn minh của một quốc gia trong thời kỳ cổ đại. Nói cách khác, Hoa Quốc mới là tổ tiên thật sự của thế giới này. Cho dù ở phương diện nhân văn hay là khoa học kỹ thuật thì Hoa Quốc vẫn luôn đứng ở đỉnh cao thế giới. Tất cả những chuyện này đều khởi nguồn từ hành lang thời không, vậy nên khi Tiêu Chính Văn đọc được ghi chép có liên quan tới hành lang thời không ở bên trong Thiên Sơn Thư Lục thì đã rất có hứng thú với hành lang thời không. Thứ gọi là thiên tiên bên trong truyền thuyết cũng có liên quan tới hành lang thời không. Dựa theo ghi chép bên trong Thiên Sơn Thư Lục, thiên tiên thực sự căn bản không có sự khác biệt về cảnh giới mà chỉ là một kiểu xưng hô đơn thuần mà thôi. Chỉ cần đột phá cảnh giới thiên cảnh cấp 9 là có thể xưng là tiên. Thánh nhân và đại thánh bên trên đã vượt qua phạm vi của tiên từ lâu. Thế nhưng trong mắt một số người con cưng của trời, chỉ có cao thủ ở ngưỡng đại thánh mới ở cảnh giới thiên tiên thực sự, có thể tự do qua lại giữa các vũ trụ lớn. Tiện tay là có thể hủy diệt thế giới một phương, thậm chí có thể lật đổ cả một vũ trụ, hoặc là tự tạo ra vũ trụ một phương. Đây chính là cách biệt của tầm nhìn, Tiêu Chính Văn đã nắm rõ những thứ này từ lâu. Thật ra bên trong hành lang thời không ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, người bình thường căn bản chẳng thể đi hết, ngay cả thủy thần hình thiên của thời kỳ thượng cổ cũng chỉ đi được một nửa mà thôi. Võ Anh Hào thở dài. Thân là người kế thừa của hoàng tộc, Võ Anh Hào từ nhỏ đã hiểu rõ về những thông tin bí mật của thời kỳ thượng cổ này như trong lòng bàn tay, so với những người khác, anh ta càng hiểu rõ về sự nguy hiểm của hành lang thời không. Ồ! Anh Võ sao lại nói ra lời này, Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Thật ra thời đại của Thương Hiệt không chỉ có một mình ông ta tiến vào hành lang thời không, Hậu Nghệ cũng là một trong số đó, còn có hàng trăm người cũng cùng tiến vào con đường rèn luyện giống như bọn họ. Thế nhưng kết quả lại chỉ có một mình ông ta bình an trở về, những người khác đều bị chôn vùi bên trong hành lang thời không. Đây cũng là lý do quan trọng giải thích tại sao Hậu Nghệ không có truyền nhân. Võ Anh Hào nói với biểu cảm nghiêm trọng. Hành lang thời không vừa là nơi để rèn luyện, nhưng cũng là nơi chôn thân của vô số nhân vật anh hùng. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người con cưng của trời từng làm chấn động cả một thời đại đã ôm hận nằm lại bên trong hành lang thời không. Chương 5102 có điều chính vì hành lang thời không có muôn vàn hiểm nguy, mỗi một người có thể sống sót đi ra tới cuối cùng đều trở thành đại thánh tối cao vô thượng. Vậy nên đối với tất cả mọi người mà nói thì hành lang thời không đều có một sức hấp dẫn gần giống như ma túy. Lần này, hành lang thời không cũng hoàn toàn mở ra. Chỉ có hành lang thời không được mở ra bên phía địa cầu sau cùng mới có thể gặp được thời không thánh thành. Đây cũng là lý do tại sao mấy hoàng tộc lớn đều bất chấp nhảy vào hành lang thời không. Nghe nói người có thể tới được thời không thánh thành sẽ có được bản lĩnh vật đổi sao rời, có thể tự do qua lại bên trong bất cứ thời không nào. Phá vỡ cấm kỵ của thời không, có được cơ thể bất tử thực thụ. Võ Anh Hào càng nói thì biểu cảm càng trở nên nghiêm trọng. Nghe thấy lời này, trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi chấn động. Chả trách mấy chục nghìn năm trở lại đây, chư thiên thần giới chưa từng buông bỏ ý định công đánh địa cầu, cho dù vào thời kỳ thần vương đế tuấn đã làm cho chư thiên thần giới bị thiệt hại nặng nề thì cũng không thể khiến cho bọn họ chấm dứt chiến tranh. Hóa ra là bởi vì chỉ có thông qua đường dẫn bên phía địa cầu tiến vào hành lang thời không thì mới có thể tới được thời không thánh thành. Nơi đó mới là điểm đến cuối cùng của tất cả mọi người. Vào lúc Tiêu Chính Văn đang nói chuyện với Võ Anh Hào, mấy người Long Nguyệt và Long Hình cũng dẫn theo mấy người Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đẩy cửa bước vào bên trong. Long Vương, hiện giờ chỉ thiếu một mình Trần Huy Tổ. Ông ta vẫn ở nhà họ Trần, chúng tôi nhất thời không liên hệ được. Long Nguyệt tiến lên trước một bước, báo cáo với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, không phải anh định dẫn bọn họ cùng vào trong hành lang thời không đấy chứ? Võ Anh Hào nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khác lạ. Với thực lực bây giờ của Võ Anh Hào thì còn chẳng dám đảm bảo bản thân có thể trở về toàn thây, mấy người Long Nguyệt đi thì không phải giống như tự nộp mạng hay sao? Không sai, hành lang thời không mấy vạn năm mới xuất hiện một lần.
đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này, Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt bình tĩnh. Anh Tiêu, xin đừng trách tôi nói thẳng, cho dù là anh hay là tôi, tới hành lang thời không, có thể trở ra toàn thây hay không còn chưa nói trước được, bọn họ mà đi thì gần như chỉ còn đường chết. Không phải là tôi coi thường anh Tiêu mà là bên trong hành lang thời không có quá nhiều biến số, cho dù là ngụy tiên đỉnh cao thì cũng chỉ có thể quanh quẩn ở ngoài cửa mà thôi chứ không dám vào trong quá sâu. Võ Anh Hào nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hành lang thời không còn có biệt danh là quê hương của Đại Thánh, cũng chính đây là nơi sinh ra Thánh Nhân và Đại Thánh, có thể thấy được đó là nơi nguy hiểm tới độ nào. Nếu như không rèn luyện thì lúc nào bọn họ mới có thể trưởng thành. Dù là Điện Thần Long hay là Thế Tục thì đều không thể chỉ dựa vào sự bảo vệ của một mình tôi. Và lại, sớm muộn gì cũng tới ngày phải kết oán với Chư Thiên Thần Giới, đến lúc đó, nếu như Thế Tục không có thực lực mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ bị Chư Thiên Thần Giới tiêu diệt. Chương 5103 thay vì tới lúc đó nước mất nhà tan, chi bằng bây giờ mạo hiểm thử một lần, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Thật ra với trình độ hiểu biết của Tiêu Chính Văn về hành lang thời không thì bảo vệ tính mạng của vài người chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa mấy người Long Nguyệt cũng cực kỳ có niềm tin vào Tiêu Chính Văn. Chỉ cần là dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Chính Văn, bọn họ căn bản không thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Cho dù thật sự giống như Võ Anh Hào nói, vì Thế Tục, vì Hoa Quốc, bọn họ cũng sẽ không khước từ. Võ Anh Hào thấy mấy người Long Nguyệt đều mang theo vẻ mặt bình thản thì cũng chỉ đành gật đầu nói. Nếu đã như thế thì tôi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là các vị nhất định phải thật cẩn thận mới được. Thật ra không phải Võ Anh Hào chưa từng nghĩ tới chuyện dẫn con cháu nhà họ Võ tới hành lang thời không, chỉ là khí thế và sự dũng cảm này không phải ai cũng có. Cho dù bọn họ chẳng thể đi hết cả chặng đường thì cũng có thể tìm ra được một số cảng tránh gió bên trong chặng đường này, hàng chục nghìn năm trở lại đây, cũng có không ít người dân Hoa Quốc xây dựng cứ điểm ở bên trong hành lang thời không. Tôi tin rằng nể tình đồng bào, đối phương cũng sẽ không thấy chết không cứu, Võ Anh Hào trầm tư một lúc rồi lại lên tiếng. Ồ, bên trong hành lang thời không còn có người của Hoa Quốc chúng ta ư, Long Hình nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, từ xưa tới nay, cũng chỉ người Hoa Quốc mới có tư cách tiến vào hành lang thời không, hơn nữa theo như tôi được biết, còn có không ít nhân vật lớn bên trong truyền thuyết, vẫn ở lại bên trong hành lang thời không. Vậy nên nếu thật sự các vị thực sự gặp phải nguy hiểm tới tính mạng thì vẫn còn có cơ hội sống sót. Võ Anh Hào nói, ồ, thật sao, Tần Lương Ngọc lên tiếng với vẻ không dám tin. Đương nhiên có, Đế Tân và Khương Thượng đều ở bên trong, bề ngoài Khương Thượng là môn đồ của Côn Luân, thế nhưng thực tế thì không phải, ông ta là do Võ Vương cử đi truy sát Đế Tân. Hơn nữa thực lực của bản thân Khương Thượng cũng có thể xưng là con cưng của trời một thời. Cũng là nhân vật đủ để dẫn dắt cả một thời đại. Dù là ai trong số hai người họ thì cũng đều đủ để chấn động nhân thế. Đế Tân thân là nhân hoàng cuối cùng, sự sống chết của ông ta vẫn luôn là một bí ẩn. Còn về Khương Thượng thì càng giống như nhân vật trong truyền thuyết. Vậy nên nói, nếu như anh Tiêu cố chấp muốn dẫn mấy người vào trong, gặp phải rắc rối thì cũng có thể đi tìm bọn họ, ít nhất có thể nhận được chút ít sự giúp đỡ, Võ Anh Hào khẽ cười nói. Dẫu sao mọi người cũng đều là con cháu Hoa Quốc, hơn nữa vật đổi sao rời, có lẽ cũng sẽ không có thủ oán gì nữa đâu. Chỉ là, Võ Anh Hào vừa mới nói dứt lời, một thành viên trong Điện Thần Long bước nhanh tới trước mặt Long Nguyệt, thấp giọng thì thầm mấy câu. Sau khi người đó đi, Long Nguyệt nói với biểu cảm hơi nghiêm trọng, Long Vương, bên phía nhà họ Trần ở vùng ngoài lãnh thổ đã có hồi âm rồi, bọn họ nói gì, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn về phía Long Nguyệt. Chương 5104 bọn họ nói Trần Huy Tổ là con cháu nhà họ Trần bọn họ, đi hay là ở đều không phiền Long Vương bận tâm, Long Nguyệt do dự một lát rồi vẫn nói ra câu trả lời của nhà họ Trần. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì sắc mặt chợt trở nên lạnh lùng. Lúc này, bên trong khoảng sân nhà họ Trần, cụ tổ nhà họ Trần đang lạnh lùng nhìn Trần Huy Tổ đã bị đánh đến mức da thịt nát bươm, nói, hừ, thằng danh Tiêu Chính Văn, vẫn muốn bảo cậu tới hành lang thời không à? Rõ ràng là người ngốc nói mê, Trần Huy Tổ thoi thóp ngẩng đầu lên đối mặt với cụ tổ nhà họ Trần, nghiến răng nói, cụ tổ, ông làm vậy là không công bằng. Tôi cũng là con cháu nhà họ Trần. Hỗn xược, thị nữ phía bên cạnh vung roi ra lên vụt thẳng lên trên lưng Trần Huy Tổ. Trần Huy Tổ ngẩng đầu lên, nghiến răng nói, cụ tổ, tôi cứ tưởng ông công tư phân minh,
không ngờ ông lại đối xử với tôi như vậy. Sao thế, cậu dám nghi ngờ tôi sao? Kể từ ngày bố cậu phản bội nhà họ Trần, cả nhà cậu đã không còn quan hệ gì với nhà họ Trần nữa rồi. Nếu không phải vì truyền thừa của nhà họ Trần thì cậu nghĩ tôi sẽ cho người đón cậu về nhà họ Trần sao? Cụ tổ nhà họ Trần lạnh lùng nhìn Trần Huy Tổ. Cụ tổ, ông sẽ phải trả giá đắt vì chuyện hôm nay. Trần Huy Tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí tức như chuẩn thánh đột nhiên bốc lên từ dưới chân cụ tổ nhà họ Trần, ép Trần Huy Tổ không thể ngẩng đầu lên nổi. Cậu thật to gan, dám uy hiếp tôi. Đến lúc này, Trần Huy Tổ mới nhìn cụ tổ nhà họ Trần với vẻ kinh ngạc không ngờ nhà họ Trần lại có một vị cao thủ đạt cảnh giới chuẩn thánh. Luồng khí tức đó vô cùng mạnh mẽ, cường giả thiên cảnh không thể có uy lực lớn mạnh như vậy. Ngay cả những thị nữ nhà họ Trần cũng bị ép không ngẩng đầu lên nổi. Cậu chỉ có tên nhãi Tiêu Chính Văn kia là chỗ dựa, ở trước mặt tôi, cậu ta là cái thá gì chứ? Đừng nói cậu ta không dám tới nhà họ Trần ngông cuồng, cho dù cậu ta dám tới thì có thể làm gì tôi? Có thể làm gì tôi hả? Cụ tổ nhà họ Trần dám nói lời này, một mặt là vì thực lực của chính mình, mặt khác là vì phía sau ông ta còn có chỗ dựa vững chắc. Mặc dù Trần Phong bại dưới tay Tiêu Chính Văn, nhưng hắn không phải là người có sức chiến đỉnh cao nhất trong nhà họ Trần. Cao thủ thật sự của nhà họ Trần là cụ tổ nhà họ Trần, có ông ta quản lý, ai dám đến nhà họ Trần làm loạn. Cụ tổ, hy vọng ngày gặp lại cậu Tiêu, ông vẫn có thể nói ra những lời này. Trần Huy Tổ cố gắng chống lại luồng sức mạnh kia, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, cuối cùng Trần Huy Tổ phun ra một ngụm máu lớn. Mặc dù vậy, Trần Huy Tổ vẫn không chịu cầu xin sự thương xót từ cụ tổ nhà họ Trần, cố gắng ngẩng đầu lên, nói với vẻ khinh thường, ông nói bố tôi phản bội nhà họ Trần, tôi thấy ông mới là kẻ phản bội lớn nhất của nhà họ Trần. Nhà họ Trần có bao nhiêu cơ nghiệp đều bị ông bán cho chư thiên thần giới hết rồi. Ông mới là kẻ quên tổ tổng. Trần Huy Tổ cũng biết một vài chuyện đã qua của nhà họ Trần. Hơn nữa, năm đó bố của Trần Huy Tổ phản bội nhà họ Trần là để bảo vệ toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Trần. Chương 5105 ngay từ năm đó, cụ tổ nhà họ Trần đã cấu kết với một số thế lực ở chư thiên thần giới. Không chỉ vậy, rất nhiều công pháp và trận pháp ở vùng ngoài lãnh thổ cũng từ nhà họ Trần truyền đến chư thiên thần giới. Nếu không, chư thiên thần giới cũng không thể thu phục vùng ngoài lãnh thổ. Bố của Trần Huy Tổ không thể chịu đựng được điều này, cho nên mới tranh cãi với cụ tổ nhà họ Trần, để tránh hậu họa về sau. Cụ tổ nhà họ Trần đã nhiều lần phái người ám sát bố của Trần Huy Tổ. Nhưng may mắn là bố của Trần Huy Tổ đã thoát khỏi nhà họ Trần một cách an toàn. Nhưng cả nhà ba người họ vừa thoát khỏi nhà họ Trần thì ông nội của Trần Huy Tổ đã bị cụ tổ nhà họ Trần giết chết trong cơn thịnh nộ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cả nhà Trần Huy Tổ bị giết hại, nhưng nhà họ Trần lại không hề ra tay cứu giúp. Hỗn láo, sao ông dám vu khống cụ tổ? Thị nữ bên cạnh quất một roi lên người Trần Huy Tổ. Vu khống, ha ha ha, ông ta xứng sao? Cô hỏi ông ta xem năm đó ông ta đã bán đứng nhà họ Trần như thế nào? Bán đứng vùng ngoài lãnh thổ ra sao? Mặc dù Trần Huy Tổ tôi bất tài, nhưng sẽ không bao giờ tạo phản. Mặc dù nhà họ Trần đến từ vùng ngoài vũ trụ, nhưng nhiều đời nhà họ Trần đã ở đây. Cho dù là vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục thì đều có ơn dưỡng dục với nhà họ Trần. Ông không báo đáp lại còn muốn lấy ơn báo oán sao? Nhà họ Trần có loại người bất trung bất nghĩa như ông, tôi thật xấu hổ khi làm con cháu nhà họ Trần. Trần Huy Tổ hét lớn. Sau đó, một giọt máu bị Trần Huy Tổ ép ra khỏi cơ thể. Giọt máu này chính là huyết mạch truyền thừa của nhà họ Trần. Nhìn kỹ, giọt máu này không hoàn toàn là màu đỏ tươi, mà có một tia màu vàng nhàn nhạt. Dòng máu chảy trong người nhà họ Trần đều sẽ có màu vàng. Chỉ là độ thuần khiết không giống nhau. Tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. So với anh em Trần Phong và Trần Ngạo, huyết mạch của Trần Huy Tổ thuần khiết hơn mấy lần. Đây vốn là chỗ dựa lớn cho Trần Huy Tổ, nhưng lúc này, Trần Huy Tổ đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt với nhà họ Trần, cho nên mới rút giọt máu của nhà họ Trần ra khỏi cơ thể. Đây là tinh huyết của nhà họ Trần. Tôi trả lại cho nhà họ Trần, từ nay về sau, tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Trần nữa. Nói xong, Trần Huy Tổ phá vỡ giọt máu đó. Một tia sáng vàng mờ nhạt vụt đi,
khí tức của Trần Huy Tổ cũng giảm xuống mấy cấp bậc. Cảnh giới hạ xuống đế cảnh cấp 7. Mặc dù vậy, uy lực của Trần Huy Tổ vẫn rất mạnh mẽ, ông ta bò dậy từ mặt đất, khó khăn đứng thẳng người, kiêu ngạo nhìn cụ tổ nhà họ Trần. Nếu cụ tổ Trần Khánh Chi dưới suối vàng biết chuyện này, chắc chắn sẽ khiển trách những đứa con cháu bất hiếu. Nhà họ Trần từng rất trung nghĩa, nhưng đến đời ông lại dở trò gian trá. Các người không chỉ hủy diệt tương lai của chính mình, mà còn hủy diệt cả danh nghìn năm của nhà họ Trần. Để tôi xem đến ngày các người gặp cụ tổ Trần Khánh Chi, các người sẽ giải thích thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 5106. Từ nay về sau, Trần Huy Tổ tôi không còn quan hệ gì với nhà họ Trần nữa, mãi mãi không còn liên hệ. Nói xong, Trần Huy Tổ quay người, định rời khỏi nhà họ Trần. Nhưng cụ tổ nhà họ Trần sao có thể để ông ta rời đi dễ dàng sau khi bị mắng chửi như vậy? Thằng nhãi, dám sỉ nhục tôi, cậu nghĩ hôm nay cậu còn có thể rời khỏi nhà họ Trần sao? Cụ tổ nhà họ Trần tức giận đứng lên, hai mắt vô cùng căm phẫn. Để tôi xem ai dám ngăn ông ấy lại. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ ngoài sân nhà họ Trần truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, Trần Huy Tổ vô cùng cảm động, ông ta không ngờ người này sẽ đích thân đến nhà họ Trần vì ông ta. Ai mà dám to gan lo chuyện nhà họ Trần? Cụ tổ nhà họ Trần quát lớn, nhìn về phía cổng. Tôi đây, vừa dứt lời, cổng bị người ta đá văng, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt đám người nhà họ Trần. Lý Bạch phía sau bước lên, vẫy tay với Trần Huy Tổ, ông Trần, ông vẫn ổn chứ? Lần trước tôi cảm thấy có gì đó không ổn, người như ông sao có thể cai rượu chứ? Có chuyện gì ông cứ nói thẳng với cậu Tiêu, sao chúng tôi có thể nhìn ông bị con chó giả đó bắt nạt được? Nghe Lý Bạch nói vậy, sắc mặt của cụ tổ nhà họ Trần sa sầm lại. Chưa từng có ai dám đứng trước mặt ông ta mà gọi ông ta là chó. Hai, đây là chuyện nhà tôi, hơn nữa, trước đây, Trần Huy Tổ nói đến đây liền cúi đầu với vẻ mặt xấu hổ. Trước đây ông còn ôm hy vọng về nhà họ Trần. Hai, ông Trần, vấn đề lớn nhất của ông là quá tốt bụng, ông coi mình là người nhà họ Trần, nhưng người ta có coi ông là người nhà đâu. Lý Bạch nói xong thì lấy quần áo của một vị tướng đưa cho Trần Huy Tổ mặc vào. Hừ, hôm nay các người đừng hòng dẫn cậu ta ra khỏi nhà họ Trần. Ngay cả các người cũng phải ở lại đây, cụ tổ nhà họ Trần khinh thường nói. Nếu muốn giết người diệt khẩu thì phải giết cả đám người Lý Bạch. Lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn cụ tổ nhà họ Trần, này ông già, ông nói dối không biết ngượng mồm sao. Ông còn nhớ trước đây tôi từng nói gì không? Trần Huy Tổ là người của Điện Thần Long, ai dám động vào ông ấy, đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của Điện Thần Long. Tôi không tính toán những chuyện đã qua, nhưng hôm nay, ông ấy đã cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Trần, nếu ông còn dám động đến ông ấy thì chính là kẻ thù của Tiêu Chính Văn tôi. Có phải trong mắt ông, tôi dễ thỏa hiệp quá nên ông có thể tùy ý điều khiển không? Vừa dứt lời, khí tức quanh người cụ tổ nhà họ Trần đột nhiên thay đổi. Một luồng khí tức cảnh giới chuẩn thánh bao trùm tứ phía. Chương 5107. Lúc này, cụ tổ nhà họ Trần cũng vứt bỏ lớp ngụy trang, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt đầy sát khí. Những năm qua, cụ tổ nhà họ Trần luôn ở ẩn, rất ít quan tâm đến thế sự, nhưng có rất nhiều người sợ hãi khi nghe đến tên ông ta. Nhắc đến cái tên Trần Khai Viễn, có ai mà không sợ phát run? Đệ tử nhà họ Trần nhìn thấy cụ tổ đều phải cung kính gọi tiền bối. Chỉ từ điểm này cũng có thể nhìn ra trước đây uy lực của ông ta ở vùng ngoài lãnh thổ lớn mạnh thế nào. Lúc này, cụ tổ nhà họ Trần chưa mở hoàn toàn cảnh giới, mà cả trời đất đã rung chuyển. Ông ta là cao thủ chuẩn thánh, phất tay cũng có thể hủy diệt trời đất một phương, ngay cả trời đất đều phải nghe theo ông ta thì đám người Tiêu Chính Văn có thể làm gì chứ? Mặc dù nói cụ tổ nhà họ Trần là kẻ phản bội, nhưng thực lực của ông ta không hề thua kém Tử Hoàn và Mã Vương gia. Hơn nữa cụ tổ nhà họ Trần đã ở vùng ngoài lãnh thổ mấy ngàn năm, uy nghiêm không thể xâm phạm, ngay cả nhà họ Khổng cũng phải tôn kính vài phần, bây giờ Tiêu Chính Văn dám đến tận nơi khiêu chiến, ông ta có thể nương tay sao? Vì vậy, vừa bắt đầu, cụ tổ nhà họ Trần đã ra sát chiêu. Bùm, không trung chấn động, một đạo kiếm khí không thua kém gì Tử Hoàn phóng ra. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn đòn tấn công của cụ tổ nhà họ Trần.
càng không để ý đến uy lực đáng sợ giữa trời đất, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng có con át chủ bài là khí vận đế vương, không phải cao thủ chuẩn thánh vào cũng có thể sánh bằng khí vận đế vương. Giống như Khổng Khưu tự xưng danh là Khổng Thánh, nhưng lại không thể như Quan Công, được gọi là Quan Đế. So với khí vận đế vương, khí thức thánh nhân vẫn còn thua kém một bậc. Vì vậy, Tiêu Chính Văn chỉ cần phất nhẹ tay đã có thể hóa giải uy áp đáng sợ và đòn tấn công của cụ tổ nhà họ Trần. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chết lặng. Hả, cụ tổ nhà họ Trần há hốc mồm. Đòn đánh ban nãy là đòn đánh hủy diệt đất trời của cao thủ ở cảnh giới chuẩn thánh nhưng Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng vung tay, sức ép khủng bố và thế tiến công cường bạo đó đã hóa thành hư vô. Thực lực này đáng sợ tới độ nào chứ? Tiêu Chính Văn căn bản không cho cụ tổ nhà họ Trần cơ hội phản ứng, lần vung tay ban nãy không chỉ hoàn toàn hóa giải được thế tiến công của cụ tổ nhà họ Trần mà đồng thời, một sức ép càng khủng bố hơn cũng áp chế xuống. Bên trong luồng sức ép này mang theo khí vận đế vương, uy lực đâu phải là thứ mà cụ tổ nhà họ Trần có thể so bì. Khí tức của cảnh giới chuẩn thánh quả thực vô cùng bá đạo, thế nhưng so với khí vận đế vương thì còn thấp hơn cả một bậc. Giác. Chương 5108 cỗ khí tức bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn vừa mới ra khỏi cơ thể, bầu trời đã không thể chống đỡ nổi sức mạnh khủng bố như vậy, nứt thành một kẽ hở dài tới mấy nghìn dặm. Cả nhà họ Trần cũng vì không chống đỡ nổi cỗ sức mạnh khủng bố này mà trời rung đất chuyển. Cậu dám, cụ tổ nhà họ Trần vừa mới dứt lời, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng lên tiếng, có gì mà không dám. Một giây sau, Tiêu Chính Văn giơ cánh tay lên rồi khẽ hạ xuống. Cả trang viên nhà họ Trần bị nghiền nát vụn, tiêu tan thành mây khói bên trong màn khói bụi mịt mờ. Chuyện này sao có thể? Cụ tổ nhà họ Trần sợ tới độ mặt mày trắng bệch, cả người sững sờ tại chỗ. Phải biết rằng, trận pháp phòng ngự của nhà họ Trần không hề tầm thường, năm đó ngay cả Hạng Vũ cũng chẳng thể phá giải, thế nhưng lại bị sức ép của Tiêu Chính Văn thẳng thừng nghiền nát, đây rõ ràng là chuyện xưa nay chưa từng có. Sức ép đó lại không hề dừng lại. Một giây sau đã áp chế về phía cụ tổ nhà họ Trần. Giác, sức ép khủng bố đó gần như đã ngưng tụ tại một điểm, tất cả đều đàn áp lên trên người cụ tổ nhà họ Trần, cho dù cụ tổ nhà họ Trần đã dồn toàn lực ngăn cản nhưng căn bản vẫn không địch lại được. Đầu gối ông ta lập tức vỡ nát, cả người cứ thế quỳ lên trên mặt đất. Những người khác của nhà họ Trần, bao gồm cả thị nữ ban nãy vẫn còn vung roi ra đánh Trần Huy Tổ đều đồng loạt nổ tung thành bụi máu và tan biến đi mất. Trần Phong vẫn luôn ngồi một bên xem kịch hay vốn đã bị trọng thương, lúc này cũng đâu còn chống đỡ nổi sức ép khủng bố này nữa. Hắn chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đã hóa thành bụi máu chỉ trong nháy mắt. Phong Nhi, cụ tổ nhà họ Trần trơ mắt chứng kiến Trần Phong ngay tới cái xác cũng không còn, phát ra một tiếng gào hết sức thảm thương, thế nhưng tất cả đều đã được an bài rồi. Phong Nhi à, Phong Nhi của tôi. Tiếng gào khóc của cụ tổ nhà họ Trần lọt vào trong tai Trần Huy Tổ khiến cho ông ta cảm thấy hết sức chán ghét, lúc này, đám người bên cạnh đã lập tức hiểu ra. Vốn dĩ cụ tổ nhà họ Trần chưa từng đối đãi với Trần Huy Tổ như người nhà họ Trần, ở trong mắt cụ ta chỉ có hai anh em Trần Phong và Trần Ngạo, Trần Huy Tổ căn bản không hề có cảm giác tồn tại bên trong nhà họ Trần. Điều này cũng khó trách, nhà họ Trần dốc hết tất cả tài nguyên lên trên người Trần Phong và Trần Ngạo. Chẳng thèm bận tâm đến Trần Huy Tổ. Cũng chả trách năm đó cả nhà Trần Huy Tổ bị giết, nhà họ Trần lại bình tĩnh dị thường, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Cậu dám giết con cháu nhà họ Trần chúng tôi, hôm nay ông đây nhất định sẽ khiến cậu. Chương 5109 phụt, không để cho cụ tổ nhà họ Trần nói hết câu thì ông ta đã nổ thành một vũng máu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía mấy người nhà họ Trần. Lúc ánh mắt lạnh lùng đó quét qua gương mặt của đám người nhà họ Trần, gần như tất cả mọi người đều lập tức cúi đầu xuống, căn bản không ai dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn. Sức ép này căn bản không phải là thứ mà những kẻ ở đẳng cấp như bọn họ có thể chống đỡ nổi. Tiêu Chính Văn bây giờ giống như một thiên thần, cao ngạo đứng đó, khiến cho tất cả đám người nhà họ Trần đều căng thẳng tới độ không ngẩng đầu lên nổi. Ngay cả Trần Huy Tổ đứng bên cạnh cũng không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Ông ta là cụ tổ nhà họ Trần đấy, cao thủ ở cảnh giới chuẩn thánh, thế nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn thì thậm chí ngay cả cơ hội dẫy dụa một chút cũng chẳng có, hóa thành bụi máu luôn rồi. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn có thực lực mạnh tới độ nào thì mới có thể giết chết cao thủ chuẩn thánh chỉ trong nháy mắt cơ chứ?
nhà họ Trần hưng thịnh một thời nháy mắt đã suy tàn với kết cục đau thương như vậy, cho dù có truyền ra bên ngoài thì căn bản cũng sẽ không có ai tin tất cả những chuyện này lại là sự thật. Chúng ta đi thôi, hành lang thời không đã mở rồi. Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn đám người nhà họ Trần thêm lần nào nữa, quay người tiến về phía hành lang thời không. Những người khác cũng đồng loạt đi theo Tiêu Chính Văn đi về phía hành lang thời không. Ngẩng đầu ngước nhìn thành trì khổng lồ kia, ánh mắt của mọi người đột nhiên đều trở nên nghiêm túc. Cảm giác uy nghiêm và cổ xưa đó, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng không kiềm chế được mà kích động muốn tới quỳ bái. Phía trước mặt mấy người Tiêu Chính Văn, mấy người thiên tài của chư thiên thần giới đã chờ sẵn ở đó. Hồng Ấn, Dã Ma Thiên và cả mấy người Ngụy Vinh Kỳ đều đang nhìn về phía thành trì khổng lồ trên bầu trời kia. Trên người 10 người thiên tài đó đều phát ra sức ép cực kỳ khủng bố, ngay cả mấy người Hồng Ấn cũng chỉ có thể trốn phía sau lưng, căn bản không dám tiến lên trước nửa bước. Mấy người Tần Lương Ngọc vừa mới tới gần, 10 thiên tài đã đồng loạt đưa mắt nhìn về phía đoàn người bọn họ. Đây là nơi mà mấy người nên tới sao? Dã Ma Thiên lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Gã dám dùng ngữ khí này để chất vấn Tần Lương Ngọc chủ yếu là bởi vì Tiêu Chính Văn vẫn chưa xuất hiện, hơn nữa trước lúc này, Dã Ma Thiên đã thăm dò kỹ lưỡng, xung quanh căn bản không hề có khí tức của Tiêu Chính Văn. Trước chuyến đi lần này, nhà họ Võ đặc biệt cử người cải trang thành Tiêu Chính Văn, mà Tiêu Chính Văn cũng lưu lại chút khí tức bên phía tập đoàn Vi Nhan, vậy nên mãi tới bây giờ, tin tức mà chư thiên thần giới có được chỉ là Tiêu Chính Văn vẫn đang ở thế tục. Có điều, Dã Ma Thiên lại hy vọng Tiêu Chính Văn cũng có thể tới hành lang thời không, dẫu sao 10 người thiên tài của chư thiên thần giới cũng đều hội tụ tại đây. Trước đây bọn họ khinh thường việc liên thủ để đối phó với một mình Tiêu Chính Văn, thế nhưng tới hành lang thời không rồi thì không còn quan trọng tới vậy nữa. Để loại trừ đối thủ cạnh tranh của mình, mỗi người đều sẽ dùng hết mọi thủ đoạn. Càng không có chuyện bỏ qua thời cơ tốt nhất để trừ khử Tiêu Chính Văn. Chương 5110 chúng tôi đương nhiên muốn tiến vào trong hành lang thời không để tiếp nhận sự tôi luyện rồi. Vừa nói dứt lời, đội bảo vệ của nhà họ Võ đã tiến tới nơi, khí tức bức người. Võ Anh Hào bộc phát toàn bộ khí tức ở cảnh giới chuẩn thánh, sức ép cái thế, mà đội bảo vệ bên cạnh anh ta thì hầu như ai nấy đều có thực lực thiên cảnh cấp 7. Chỉ dựa vào đội bảo vệ 100 người này cũng đủ để tạo nên áp lực tâm lý cực lớn đối với mấy người Tiêu Chính Văn. Dựa vào mấy người mà cũng xứng tiến vào hành lang thời không sao, Dã Ma Thiên cười nhạt, quan sát đội bảo vệ phía sau lưng Võ Anh Hào. Đội bảo vệ 100 người này, nếu như là ở vùng ngoài lãnh thổ thì tuyệt đối là sẽ có sức mạnh không thể coi thường, thế nhưng ở trong hành lang thời không thì căn bản chẳng đáng là gì. Cút, hư không đột nhiên truyền tới một giọng nói hết sức lạnh lùng, trong giọng nói đó giống như mang theo thiên uy mạnh mẽ, ngay cả khoảng trời một phương cũng vì tiếng quát này mà rúng động không thôi. Chữ cút này được phát ra từ trong miệng một người thiên tài đang đứng bên cạnh Thiên Tuyệt. Người đó mặc một bộ đồ trắng hơn cả tuyết, đôi lông mày lưỡi mác khí thế bức người, trong đôi mắt sáng như ánh sao trời ẩn chứa nghìn tầng sát khí, oai phong lẫm liệt. Hắn là thiên tài Ngọc Hoành tới từ giới vô tướng. Người này cũng là người cao ngạo nhất trong số 10 người thiên tài, hơn nữa trong số các giới lớn của chư thiên thần giới thì giới vô tướng cũng được xếp vào bậc trung. Trong số 10 người thiên tài này thì hắn lại là cao thủ có tư chất và thực lực rất cao, vậy nên mới coi thường mấy người Tần Lương Ngọc tới thế. Thậm chí ở trong mắt hắn, để cho võ giả của địa cầu đặt chân tới hành lang thời không rõ ràng là một sự bôi nhọ đối với hành lang thời không. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Tần Lương Ngọc lập tức trở nên u ám. Không để cho Tần Lương Ngọc lên tiếng, sức mạnh vô hình đã chắn phía trước đám người bọn họ. Thậm chí còn ép cho đám người do Tần Lương Ngọc dẫn đầu phải lùi ra sau vài bước. Lũ kiến mấy người căn bản không xứng đặt chân vào hành lang thời không. Bên cạnh lại có thêm một thiên tài nữa lên tiếng. Cả người hắn đều được bao trùm bên trong một tầng xương trắng, cực kỳ thần bí. Thế nhưng khí tức cường đại mạnh mẽ lại khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Người này chính là Thiên Cực tới từ giới Phạn Thiên. Mặc dù trong số 10 người này, hắn cũng chỉ mạnh hơn Thiên Tuyệt một bậc. Thế nhưng dẫu sao hắn cũng là một trong số những thiên tài của chư thiên thần giới. Cùng lúc này, 10 người khác đồng loạt nhìn về phía mấy người Tần Lương Ngọc và nở một nụ cười lạnh lùng. Rõ ràng hôm nay bọn họ sẽ không để cho mấy người Tần Lương Ngọc tiến vào trong hành lang thời không. Thậm chí còn có ý định giết chết cả đoàn người bọn họ ngay tại nơi này.
Chương 5111 ở trong mắt mấy người bọn họ, người địa cầu chỉ như con kiến, nếu như đã là kiến thì không có tư cách được đứng ngang hàng với bọn họ. Người giống như Tần Lương Ngọc, ngay từ việc dám tới hành lang thời không này đã là một loại khiêu khích rồi, chỉ dựa vào điểm này, Tần Lương Ngọc đã vô cùng đáng chết. Thân là kiến thì phải có giác ngộ của loài kiến, có một số nơi, mấy người căn bản không nên tới, cũng không thể tới. Cái sai của mấy người là muốn được sánh ngang vai cùng với chúng tôi. Thiên Tuyệt cũng cười lạnh lùng lên tiếng mỉa mai. Nếu như hành lang thời không đã mở ra bên trên địa cầu thì dựa vào đâu chúng tôi không thể vào trong, Tần Lương Ngọc lên tiếng nói không chút yếu thế. Ha ha ha, không chỉ có Thiên Tuyệt bật cười mà ngay cả Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng ngửa mặt cười lớn. Dựa vào đâu ư, dựa vào thực lực, mấy người có thực lực tranh giành với chúng tôi sao? Đám kiến hèn mọn như mấy người, ngay cả sống cũng là đang lãng phí không khí. Thiên Tuyệt nói với vẻ mặt ngập tràn sát khí. Đúng vào lúc này, một thiên tài mặc áo dài màu đỏ, tên là Chí Thiên tiến lên trước một bước, ngăn Thiên Tuyệt lại, lên tiếng nói với mấy người Tần Lương Ngọc, tôi khuyên mấy người, tốt nhất vẫn nên quay về đi. Chưa nói tới chuyện mấy người căn bản không thể vào trong, cho dù chúng tôi để mấy người vào trong thì mấy người có thể ra sao? Hành lang thời không không hề đơn giản như mấy người vẫn nghĩ. Vào đó để nộp mạng, đáng sao? Đối với bất cứ ai mà nói thì sinh mạng cũng chỉ có một mà thôi. Bên ngoài nhìn giống như hắn đang nói đỡ cho mấy người Tần Lương Ngọc, thế nhưng thực tế căn bản lại chẳng buồn coi mấy người Tần Lương Ngọc ra gì, thậm chí ở trong mắt hắn, ra tay giết mấy người này còn là một sự sỉ nhục. Nếu như chúng tôi cố chấp không đi thì sao? Từ Huy Tổ nghiến răng, lạnh lùng đáp lời. Chỗ dựa lớn nhất của mấy người chẳng qua chỉ là Tiêu Chính Văn mà thôi, lẽ nào mấy người thật sự cho rằng chúng tôi không thể giết chết hắn sao? Vậy được, coi như là để cho mấy người buông bỏ ý định, bản tôn sẽ tới thế tục và giết chết hắn ngay trước mặt mấy người, Chí Thiên cao ngạo lên tiếng. Thật ra trận chiến hôm đó giữa Tiêu Chính Văn và đám người Tử Hoàn, Chí Thiên cũng quan sát, cũng có hiểu biết kha khá về thực lực của Tiêu Chính Văn. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã có địa vị cao ở vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa sức chiến đấu càng không thể đoán trước, dù sao đó cũng chỉ là ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng nếu ở Chư Thiên Thần Giới thì rõ là Tiêu Chính Văn khá bình thường. Lúc đó nếu không nhờ có hàng triệu âm binh bao vây lấy Chư Thiên Thần Điện, chỉ một mình Chí Thiên cũng có thể dễ dàng giết được anh. Huống gì người yếu nhất trong 10 thiên tài bọn họ cũng có thực lực chuẩn thánh cấp 1, thậm chí có vài người cũng chỉ còn cách chuẩn thánh cấp 2. Dù là trận chiến giữa các đồng cấp, họ cũng chiếm ưu thế, huống gì Tiêu Chính Văn vẫn chưa đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, ít nhất lúc đó Tiêu Chính Văn vẫn chỉ mới là thiên cảnh. Một thiên cảnh thì quả thật quá nhỏ bé trong mắt họ, so với Chư Thiên Thần Giới, vùng ngoài lãnh thổ thì xem là gì chứ? Chương 5112 Chư Thiên Thần Giới lấy bừa một cảnh giới nào cũng có thể vượt xa vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí trong một tiểu giới cũng hơn hẳn sự tồn tại như vùng ngoài lãnh thổ hoặc địa cầu. Nếu không phải có thần vương đế tuấn và kết giới vũ trụ thì địa cầu đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Nhưng ngay lúc này, bầu trời bỗng rung chuyển, một luồng khí tức đáng sợ lập tức ập đến. Cùng với khí tức đáng sợ đó, đám người Chí Thiên tái mặt vì sợ hãi. Vì khí tức này không thua kém gì 10 thiên tài của họ, thậm chí có xu thế hơn hẳn. Khí tức đó lao đến nhanh như chớp, hơn nữa khiến sức mạnh bức ép của mấy người Tần Lương Ngọc tan tác. Mọi người đều nhìn về phía xa cuối chân trời, chỉ thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang bước trên không trung đến đây. Khí thế của người này rất mạnh như một thiên thần giáng thế, so ra thì 10 thiên tài đó lại bị chèn ép về khí thế. Tiêu Chính Văn, mỗi bước chân của anh, khí tức đáng sợ đó sẽ tăng lên một phần. Tiêu Chính Văn chậm rãi bước đến, khí tức và uy lực đáng sợ đó thậm chí còn khiến 10 thiên tài cũng không thể chịu được. Chí Thiên là người đầu tiên bị khí tức đó ép lui về sau vài bước, hơn nữa còn hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn. Hắn không dám tin vào điều này, dù là ở ngoài vũ trụ, hắn cũng chưa từng gặp khí tức nào đáng sợ như vậy. Tôi nghe nói anh muốn giết tôi phải không? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhìn Chí Thiên. Võ Anh Hào thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện bèn nở nụ cười đầy ẩn ý, lần này có kịch hay để xem thật rồi. Chỉ riêng khí tức quanh người Tiêu Chính Văn đã mạnh hơn 10 thiên tài trước mặt này không chỉ một cấp bậc, chưa kể đến đánh đơn, dù 10 người họ cũng tấn công Tiêu Chính Văn thì vẫn chưa biết ai sẽ thất thủ trong tay ai.
Nghe thế, đám người Chí Thiên sửng sốt, trên địa cầu lại có sự tồn tại đáng sợ vậy sao? Nhưng nhớ đến câu vừa rồi của Tiêu Chính Văn, Chí Thiên lập tức toát mồ hôi lạnh. Anh là Tiêu Chính Văn ư? Chí Thiên trợn to mắt, không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Mới có mấy ngày chứ? Sao cảnh giới của Tiêu Chính Văn lại tăng lên nhanh như thế? Lẽ nào trước kia hắn vẫn chưa đánh hết sức sao? Nhưng ngay sau đó Chí Thiên lại ngẩng phát đầu lên híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Hắn không tin trên địa cầu lại có pháp thuật phân thân. Dù sao đó cũng là tuyệt kỹ độc quyền của chư thiên thần giới, địa cầu đã thất truyền từ 1000 năm trước rồi. Dù vậy sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn vẫn khiến mọi người đều kinh ngạc. Lẽ nào có đến hai Tiêu Chính Văn, sắc mặt Ngọc Hoành trở nên khó coi nhỏ giọng hỏi. Thật ra trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Tử Hoàn hôm đó đã để lại ấn tượng quá sâu với mọi người. Chương 5113 dù là Tiêu Chính Văn chỉ mới ở cảnh giới thiên cảnh cũng đủ để khiến đám người họ ra sức đối phó, nếu cộng thêm vị trước mặt này nữa thì người ta không dám tưởng tượng. Nhất là Tiêu Chính Văn trước mặt này, cho dù về khí tức hay cảnh giới đều hơn hẳn Tiêu Chính Văn kia mấy bậc. Dù sao ai trong số họ cũng đều là thiên tài, sao có thể không nhìn ra thực lực của Tiêu Chính Văn chứ? Chắc chắn là thật. Tiêu Chính Văn khẽ cười, nhưng ánh mắt anh lại hiện lên sát khí và sự lạnh lẽo. Tôi nghe nói anh muốn đến thế tục giết tôi. Bây giờ không cần đi xa thế nữa, tôi đã ở đây chỉ đợi anh đến giết. Tiêu Chính Văn cười mỉm nhìn Chí Thiên. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, bầu không khí cũng vô cùng căng thẳng. Nếu là Tiêu Chính Văn ngày hôm đó, Chí Thiên cũng sẽ không hỏi câu vừa rồi, e là lúc Tiêu Chính Văn vừa xuất hiện thì đã chém một nhát đến rồi. Nhưng đối mặt với Tiêu Chính Văn trước mắt này không chỉ có Chí Thiên sợ mà ngay cả Ngọc Hoành mạnh nhất cũng không có gan kiêu ngạo nữa. Dù họ đánh ngang tay với Tiêu Chính Văn cũng không dám đảm bảo mình không bị thương, hành lang thời không là nơi vô cùng nguy hiểm với bất kỳ ai, một khi họ bị thương thì đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào chỗ chết. Dù sao cả chư thiên thần giới, mỗi lần đều có mấy trăm ngàn cường giả tiến vào hành lang thời không, nhưng người có thể sống sót đi ra rất ít. Nếu anh đã đạt đến cảnh giới này của chúng tôi thì đương nhiên có thể đi vào hành lang thời không, một thiên tài khác ở bên cạnh vội đứng ra giải vây nói. Thậm chí Tiêu Chính Văn lười nhìn hắn, lạnh lùng nói, chỗ này đến lượt anh nói chuyện sao? Vừa nghe anh nói thế, thiên tài đó nổi giận. Hắn là thiên tài của giới hữu sắc. Tên là Thiên Hình, cũng có thể xếp trong top 5 trong số 10 thiên tài. Tiêu Chính Văn, cảnh giới của mọi người đều giống nhau, không ai có thể làm gì đối phương, dù trước đó có chút mâu thuẫn thì mọi người cũng sắp đi vào hành lang thời không, tôi nghĩ vẫn nên việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không là tốt nhất. Dù sao trong hành lang thời không rất nguy hiểm, nếu bị thương ở bên ngoài, e là chúng ta không có cách nào đi hết hành lang thời không. Lại một vị thiên tài nữa cũng lên tiếng nói. Anh là cái thá gì, đến lượt anh nhiều chuyện sao, Tiêu Chính Văn lạnh lùng quở trách. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, bầu không khí trở nên hơi gượng gạo. 10 vị thiên tài này có người nào không tự cho mình là cao siêu? Có người nào không phải là người đạt đến đỉnh cao trong một thế giới rộng lớn? Lẽ nào chỉ có một mình Tiêu Chính Văn cần thể diện? Lẽ nào những người như họ đều vứt hết mặt mũi đi? Hai thiên tài vừa lên tiếng trước đó và đám người Ngọc Hoành đều mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Chương 5114 lúc nãy sở dĩ họ cúi đầu chịu thua trước Tiêu Chính Văn không phải do sợ Tiêu Chính Văn mà là không muốn bị thương trước khi đi vào hành lang thời không thôi. Dù sao mấy chục ngàn năm hành lang thời không mới mở một lần, bỏ lỡ lần này, họ sẽ phải đợi đến hàng chục ngàn năm sau nữa. Nhưng Tiêu Chính Văn lại 5 lần 7 lượt khiến họ bẽ mặt. Dù là Thiên Hình có tính tình tốt nhất thì lúc này cũng có xúc động muốn đánh Tiêu Chính Văn. Ngọc Hoành và Chí Thiên đều cười nhạo. Cùng lúc đó Thiên Tuyệt cũng bước đến trước. Lần trước khi đánh nhau với Âm Phủ, hắn cũng đã muốn giết chết Tiêu Chính Văn nhưng tiếc là vẫn chưa thể được như ý. Hôm nay vừa lúc có cơ hội tốt, bên cạnh Tiêu Chính Văn vừa không có Mã Vương gia cũng không có vô số âm binh, còn mấy người Tần Lương Ngọc chẳng qua chỉ là đám người bé nhỏ trong mắt hắn thôi. Thiên Tuyệt bước ra, một luồng cực quang xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay khi cực quang đó xuất hiện, không gian xung quanh đều trở nên méo mó. Chỉ một chiêu giơ tay lên này cũng đủ để nhìn ra Thiên Tuyệt đã dùng bản lĩnh tốt nhất của mình. Dù sao trước đó hắn cũng từng đánh nhau với Tiêu Chính Văn,
Người này quả thật rất khó đánh nên hắn là người duy nhất sẽ không để lại đường lui với Tiêu Chính Văn. Chín thiên tài khác cũng thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt. Dám láo xược trước mặt bọn tôi, hôm nay anh chết chắc rồi, Ngọc Hoành cười nhạt nói. Thật ra lúc đầu Ngọc Hoành vẫn có chút kính nể với Tiêu Chính Văn, nhưng sau câu nói đó của Tiêu Chính Văn, tất cả thiên tài khác đều muốn giết chết Tiêu Chính Văn, Ngọc Hoành cũng có chỗ dựa nên không sợ nữa. Dù sao hắn và Chí Thiên cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, vậy thì 10 người cùng lên thì sao? Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên bên cạnh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết trong vòng vây tấn công của 12 người họ. Nhưng Tiêu Chính Văn lại mặc kệ hắn, chỉ giơ tay lên vung một đường cầu vồng. Ánh sáng cực mạnh và chói mắt lóe sáng, mọi người đều quay đầu lại nhìn nhưng ngay sau đó luồng sáng kia tạo nên một dải ngân hà áp xuống. Lúc đầu Thiên Tuyệt vẫn không nghĩ dải ngân hà đó có gì lợi hại nhưng sau khi ngân hà rơi xuống lại vang lên từng tiếng rồng gầm, Thiên Tuyệt biến sắc. Hừ, tôi không tin trong ngân hà của anh lại có rồng thật, Thiên Tuyệt nghiến răng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy mái tóc dài của Thiên Tuyệt tung bay lên, khí tức cả người đều tăng lên mấy bậc. Rồng gầm, hừ, tôi thấy chẳng qua chỉ là màn che mắt thôi. Chí Thiên bên cạnh cũng nhảy lên nói. Mấy người họ đều biết rõ thực lực của đối phương, mặc dù Thiên Tuyệt yếu nhất trong này chỉ mới là cảnh giới chuẩn thánh cấp 1, nhưng mấy người thiên hình đều là cao thủ rất gần với chuẩn thánh cấp 2. Chương 5115 nếu mấy người họ cùng ra tay thì Tiêu Chính Văn sẽ phải đối mặt cùng lúc với mấy chuẩn thánh, đây không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Dù là cao thủ cảnh giới chuẩn thánh cấp 4 thì cũng phải cẩn thận với sự bao vây tấn công của cảnh giới chuẩn thánh cấp 1 đỉnh cao. Huống gì Tiêu Chính Văn chỉ là cảnh giới chuẩn thánh cấp 1 mà thôi. Chỉ là họ nào biết bề ngoài Tiêu Chính Văn chỉ là chuẩn thánh cấp 1 nhưng thật ra lại không phải. Nếu xét về đạo cảnh, lúc này Tiêu Chính Văn đã có thể áp chế không chỉ là một cảnh giới lớn của đám người này. Tức là đạo và cảnh của mấy người này hợp nhất lại nhưng Tiêu Chính Văn lại không phải, giống hệt như mấy người họ đều là những đứa trẻ mười mấy tuổi còn non nớt về tâm trí và tuổi tác. Còn Tiêu Chính Văn lại là một người trưởng thành không qua 10 năm, 16 tuổi nhưng tâm trí đã trưởng thành đến 30 mấy tuổi. Chịu chết đi! Tiếng hét vang lên, ánh sáng đỏ trong bàn tay Chí Thiên vung tay, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó Hình Thiên cũng gia nhập vào cuộc chiến, trong bầu trời năm luồng sáng với 10 màu sắc đều khiến mọi người cảm thấy choáng ngợp, bóng người chồng chéo lên nhau, ngay cả Võ Anh Hào cũng thầm toát mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Thiên hình đang đấu với Tiêu Chính Văn, cả người tỏa ra một vầng sáng trắng, một lớp áo giáp lờ mờ hiện ra. Chiến giáp này tỏa ra khí tức cổ xưa, khí tức của thiên hình mạnh hơn Thiên Tuyệt rất nhiều lần. Nhưng đòn tấn công của Tiêu Chính Văn không phải nhắm vào thiên hình, mà là xuyên qua thiên hình. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ thiên hình đã tránh được đòn chí mạng của Tiêu Chính Văn, nhưng Tiêu Chính Văn cũng là cao thủ cảnh giới chuẩn thánh. Sao thiên hình có thể dễ dàng tránh được đòn tấn công của Tiêu Chính Văn? Ngay sau đó, đạo thiên hà kia phóng đến chỗ Chí Thiên phía sau thiên hình. Thấy vậy, thiên hình mới hiểu ra Tiêu Chính Văn không coi hắn ra gì, xuyên thẳng qua hắn, đi vào thành trì lổng lồ ở lối vào hành lang thời không. Anh làm vậy là đang coi thường bọn họ. Tiêu Chính Văn, anh dám coi thường chúng tôi. Thật ngạo mạn, hôm nay tôi sẽ giết anh. Chí Thiên và thiên hình đều tức giận. Tỏ ra cực kỳ khinh thường. Tiêu Chính Văn lại dám coi hai người họ như không khí. Các người không có tư cách làm đối thủ của tôi. Tiêu Chính Văn phất tay, làm trạch hướng tấn công của thiên hình, tiến lên một bước. Cùng lúc đó, Chí Thiên cũng tung một đòn tấn công mạnh mẽ vào Tiêu Chính Văn. Hai người họ đều là chuẩn thánh cấp một đỉnh cao, cho nên khi hai người cùng lúc ra tay, uy lực mạnh mẽ như thiên phạt từ chính tầng mây giáng xuống. Cộng thêm khí thế mạnh mẽ của hai người khi liên thủ, ngay cả Thiên Tuyệt cũng phải lùi lại một bước. Đối mặt với cuộc tấn công điên cuồng như vậy, Tiêu Chính Văn thậm chí còn không thèm liếc nhìn đối phương, mà tiến lên một bước. Theo bước chân của Tiêu Chính Văn, một tiếng sét lớn vang lên. Chương 5116 ngay sau đó, tiếng rồng gầm vang vọng khắp trời đất. Đây là thuật pháp, Ngọc Hoành vô thức nói. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn chưa từng ra tay, nói chính xác là anh chưa từng ra tay với Chí Thiên và Thiên Hình, mà là đang phát động tấn công vào thành trì của hành lang thời gian. Nhưng tiếng rồng gầm và tiếng sấm kia không hề đơn giản.
Phương pháp của Tiêu Chính Văn rất giống với thuật pháp, nhưng cũng không giống với thuật pháp thông thường. Tiêu Chính Văn không có ai làm trung gian, cũng không có thú cưng đi theo, nghĩa là trừ khi Tiêu Chính Văn có thể dùng thuật pháp lên người Thiên Hình và Chí Thiên một cách vô hình. Nhưng chưa nói đến trên địa cầu không có loại thuật pháp tùy ý này, mà ngay cả ở chư thiên thần giới cũng không có. Lẽ nào thuật pháp của hắn không cần pháp khí, thậm chí cả thú cưng cũng không cần sao? Một vị thiên tài khác ở bên cạnh run rẩy nói. Hắn đến từ Thiên Kiếm Tông ở thiên giới Ngọc La, tên Ngọc Kiếm. Thiên Kiếm Tông giỏi nhất về thuật pháp, trong hàng ngàn năm qua, hắn đã nhìn thấy và học được rất nhiều loại thuật pháp. Nhưng không có loại thuật pháp nào có thể thi triển trong vô thanh vô tức như Tiêu Chính Văn. Không, đây không phải là thuật pháp, mà là đạo pháp. Ánh mắt Ngọc Kiếm hiện lên vẻ kinh hãi. Đạo pháp khác với thuật pháp và trận pháp, trên địa cầu, bậc thầy đạo pháp nổi tiếng nhất phải kể đến Lão Quân. Ngoài ra còn có đệ tử của Lão Quân là Vương Hử. Nhưng Lão Quân đã mai danh ẩn tích mấy nghìn năm, Tiêu Chính Văn không thể là đệ tử của ông ta, mà đạo thuật của Vương Hử còn không bằng Tiêu Chính Văn. Lúc Ngọc Kiếm còn đang thắc mắc về đạo pháp của Tiêu Chính Văn, một bóng hình to lớn từ từ xuất hiện trong khoảng không. Thân rồng khổng lồ nhìn thấy cả vảy cùng đôi mắt rồng khiến mọi người đều run sợ. Cùng lúc đó, trong hư không khẽ chấn động, một tia sáng lóe lên, luồng sức mạnh to lớn đẩy lùi đám người Ngọc Kiếm ra mấy km. Thiên Hình và Chí Thiên đang đứng trước mặt Tiêu Chính Văn cũng bị đẩy lui ra trăm mét. Thiên Hình còn chưa kịp định thần lại đã phun ra một ngụm máu lớn. Đây, Thiên Hình ôm ngực, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ hoài nghi. Chí Thiên cũng không khá hơn Thiên Hình là bao, mặc dù hắn không phun ra máu, nhưng khí tức cũng trở nên không ổn định, hiển nhiên cũng bị nội thương nghiêm trọng. Lúc hai người họ kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn đã tiến lên một bước. Bùm, bước chân của Tiêu Chính Văn hạ xuống, Thiên Hình cách xa vài km mở chừng mắt, còn chưa kịp kêu lên, đã bị một luồng sức mạnh vô hình đáng sợ xé nát. Chương 5117 vụt, Thiên Hình lập tức hóa thành xương máu. Nhìn thấy cảnh này, đám thiên tài lúc nãy định ra tay với Tiêu Chính Văn cũng sững sờ. Mọi người nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ sợ hãi. Ai dám tin một vị thiên tài cảnh giới chuẩn thánh còn chưa chạm được vào một góc áo của Tiêu Chính Văn, thậm chí Tiêu Chính Văn còn chưa động một ngón tay, đối phương đã bị đánh thành xương máu. Điều này vô cùng kinh hoàng, ngay cả Thiên Hình đã bị đánh thành xương máu, cho đến khi chết cũng không thể tin vào sự thật này. Không ai ngờ Tiêu Chính Văn lại ngông cuồng như vậy, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ một chiêu đã có thể giết chết Thiên Hình trước cổng hành lang thời không. Chín vị thiên tài còn lại đồng loạt lùi về phía sau vài bước, sợ mình sẽ theo bước Thiên Hình. Dạ Ma Thiên sợ tới mức toát mồ hôi hột, gió thổi lạnh gáy. Nếu như lúc trước, Tiêu Chính Văn cũng giết gã như vậy thì e rằng gã cũng không có cơ hội phản kích. Gã thật sự không biết Tiêu Chính Văn đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào. Giết tôi, anh xứng sao? Nói xong, Tiêu Chính Văn tiến lên một bước. Lên, một cơ thể rồng trong suốt vô hình xuyên thẳng qua ngực Chí Thiên khi Tiêu Chính Văn vừa bước lên. Chí Thiên còn chưa kịp trốn thoát, đã lập tức biến thành xương máu và tản ra trong không trung như Thiên Hình. Chỉ trong chốc lát, hai vị thiên tài đã ngã xuống, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, Ngọc Hoành cũng phun ra một ngụm máu lớn. Phụt, Ngọc Hoành muốn phản kháng, nhưng lại phun ra máu như bị trúng đòn nữa. Anh, Ngọc Hoành ôm ngực, nghiến răng nhìn Tiêu Chính Văn, một bức tường không khí vô hình đã chặn giữa hắn và Tiêu Chính Văn. Hắn không thể ngồi yên chờ chết như Chí Thiên và Thiên Hình, hắn muốn phản công chống lại Tiêu Chính Văn. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, Tiêu Chính Văn đã tiến lên, không hề tung đòn tấn công, một bước chân này dường như đã dẫm nát Ngọc Hoành. Một giây sau, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cơ thể Ngọc Hoành tan ra, hóa thành vô số mảnh thịt trong suốt như pha lê. Cường giả cảnh giới chuẩn thánh thì sao? Thiên tài của chư thiên thần giới thì thế nào? Ở trước mặt Tiêu Chính Văn cũng không hề có sức phản kháng. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã bước đến thành trì cổ. Tiêu Chính Văn nhìn về phía cổng thành, khẽ đưa tay lên phất nhẹ. Chương 5118 bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, cổng thành cổ chậm rãi mở ra. Lúc này, không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chỉ trong vài bước, Tiêu Chính Văn đã giết ba vị thiên tài,
mà đám người thiên hình còn không thể chống trả. Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, bọn họ chỉ yếu đuối như con kiến. Bảy vị thiên tài còn lại vội vàng tránh xa Tiêu Chính Văn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Chính Văn. Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng vô cùng gượng gạo, không dám đi cũng không dám ở, chỉ đứng sững sờ tại chỗ. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên thành trì khổng lồ. Thời khắc này, bóng hình của Tiêu Chính Văn cực kỳ cao lớn, cảnh tượng này đã in sâu vào trong lòng bảy vị thiên tài. Ba vị thiên tài đã chết đều là những người giỏi nhất trong số bọn họ, ai cũng là cao thủ chuẩn thánh cấp một đỉnh cao. Nhưng bọn họ đều không thể chịu nổi một chiêu của Tiêu Chính Văn, đã biến thành cho bụi trong nháy mắt, sao người khác có thể không sợ hãi cho được. Trước đây, bọn họ còn kiêu ngạo, coi thường Tần Lương Ngọc, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu, nín thở nhìn Tiêu Chính Văn. Thậm chí còn có người lầm tưởng rằng Tiêu Chính Văn không phải đến từ địa cầu, mà rất có khả năng là một nhân vật lớn trong truyền thuyết của chư thiên thần giới. Dù sao các thế lực của chư thiên thần giới đều có cao thủ bí mật lẻn vào địa cầu, như Trần Khánh Chi trước đây và Hồng Ấn hiện tại, đều ẩn nấp trên địa cầu. Ai có thể đảm bảo rằng những nhân vật huyền thoại đó không sử dụng chiêu này? Chuyện đã đến nước này, mấy người họ đều thấy hơi hối hận, bọn họ nghĩ không nên tới đây, hoặc không nên tới vào lúc này. Đối mặt với nhân vật đáng sợ như vậy, có thể bọn họ sẽ bị Tiêu Chính Văn giết ngay khi bước vào hành lang thời không. Chứ đừng nói đến việc đi hết hành lang thời không, xưng thánh xưng vương. Mãi hơn 10 phút sau, khi Tiêu Chính Văn bước vào cổng thành, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tiêu Chính Văn đi vào hành lang thời không, Tần Lương Ngọc cũng đi vào theo. Lúc đi đến trước mặt đám người thiên tuyệt, Tần Lương Ngọc đột nhiên dừng bước, chế nhạo, bây giờ các người còn thấy chúng tôi là lũ kiến nữa không? Kiến, nghe vậy, sắc mặt của bảy vị thiên tài lập tức trở nên khó coi. Nhưng bọn họ đâu còn dám chế giễu Tần Lương Ngọc như lúc nãy nữa. Cho đến khi bóng dáng của Tần Lương Ngọc cũng biến mất trong hành lang thời không, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì bọn họ cũng bảo toàn được tính mạng. Xem ra chúng ta không nên vào hành lang thời gian từ nơi này, có một vị sát thần như vậy bên cạnh, tôi luôn có cảm giác không yên ổn. Chương 5119 một vị thiên tài run rẩy nói. Hắn là Vạn Phong, đến từ giới Hoa Thiên, ở giới Hoa Thiên, hắn cũng là nhân vật hàng đầu, nhưng sau khi biết được thực lực của Tiêu Chính Văn, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn mất đi sự tự tin. Thậm chí hắn còn thấy sợ Tiêu Chính Văn từ trong thâm tâm. 2. Xem ra lần này xuyên qua hành lang thời không sẽ không thuận lợi như chúng ta nghĩ. Một vị nữ thiên tài cũng đến từ giới Hoa Thiên thở dài nặng nề. Vạn Phong nhìn mọi người rồi lại nhìn hành lang thời không, nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người khiêm tốn chút đi, nếu không, đám người Ngọc Hoành sẽ là ví dụ cho chúng ta đấy. Bọn họ đều là thiên tài một phương, ngày thường vô cùng kiêu ngạo, hành động cũng vô cùng huênh hoang. Nhưng đó là trong điều kiện thực lực ngang bằng nhau, nghĩa là không ai giết được ai, huênh hoang chút cũng không sao. Còn tình thế bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, Tiêu Chính Văn đã phá vỡ mọi thế cân bằng, anh một mình giết ba vị thiên tài, bọn họ nào dám cao ngạo nữa. Lúc này, đám người do Vạn Phong đứng đầu đã mất đi vẻ kiêu ngạo, đối mặt với Tiêu Chính Văn, bọn họ còn không dám nhìn thẳng. Mọi người nói xem, nếu Ma Long ở đây thì liệu có thể ngang bằng hắn không? Đúng lúc này, vị nữ thiên tài kia lên tiếng. Cô ta là người chỉ đứng sau Vạn Phong trong giới Hoa Thiên. Trước giờ luôn vô cùng tự tin, nhưng sau khi chứng kiến cái chết của đám người Ngọc Hoành, cô ta đã rất sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được cái chết kể từ khi sinh ra. Đặc biệt là khoảnh khắc Tiêu Chính Văn bước lên đỉnh thành nhìn xuống, cô ta chỉ cảm thấy tính mạng của mình đã nằm ngoài tầm tay. Dường như một cái nhìn của Tiêu Chính Văn cũng có thể kết thúc cuộc đời của cô ta. Nhưng may là đối phương không có ý định giết bọn họ. Nếu không kết cục của bọn họ chắc cũng không khá hơn đám người Ngọc Hoành. Cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng này thậm chí còn khiến cô ta từ bỏ ý định chạy trốn. Đây là sức ép tuyệt đối, càng là sự siêu việt toàn diện. Dù là tốc độ, sức mạnh hay thủ đoạn, Tiêu Chính Văn kiểu người mà cô ta chưa từng thấy trong đời. Ma Long, ngang bằng e là đề cao hắn quá rồi. Ma Long cũng không thể giết Chí Thiên một cách vô thanh vô tức như vậy. Vạn Phong lắc đầu, phủ nhận lời cô gái nói.
trong thành trì lại là một thế giới giống như thiên đường. Hai bên liễu xanh mơn mởn, núi non bao quanh, suối chảy qua chân, trên cành cây có tiếng chim vàng anh hót véo von. Mọi thứ ở đây đều rất yên tĩnh và thanh bình, thậm chí còn cho người ta cảm giác đây là một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Cậu Tiêu, nơi này có vẻ rất khác trong truyền thuyết. Tần Lương Ngọc nghi ngờ nhìn xung quanh. Nhìn dòng suối nhỏ chảy dưới chân, còn có cá tung tăng bơi lội. Bề ngoài càng yên tĩnh thì lại càng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Viên Thiên Canh nhìn cảnh tượng xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Chương 5120 đi thôi. Tiêu Chính Văn nói xong đi thẳng về phía trước. Mới đi được mấy chục km, một thanh niên trẻ mặc đồ đạo đồng xuất hiện phía trước. Mời các vị đi bên này. Đạo đồng đưa tay mời mọi người. Vừa đi về phía trước, đạo đồng vừa giới thiệu các quy tắc ở đây cho mọi người. Nơi này là thành Huyền Thiên, con đường dẫn đến cửa ải đầu tiên, cũng là bài kiểm tra đầu tiên mà mấy người Tiêu Chính Văn sắp phải đối mặt. Mà đạo đồng đón tiếp bọn họ giống như một nhân vật phục vụ trong giới thế tục, chỉ là so với phục vụ trong giới thế tục, địa vị của đạo đồng ở đây cao hơn rất nhiều. Lúc này, trên đường xuất hiện rất nhiều xe ngựa xa hoa, lao về phía cổng thành. Trong mỗi cỗ xe ngựa đều có một cô gái xinh đẹp, lướt qua nhóm người Tiêu Chính Văn như không có gì. Những người này là ai? Lý Bạch chỉ vào xe ngựa, nhíu mày hỏi. Bọn họ là hướng dẫn viên giống như tôi, chỉ là bọn họ đón tiếp những nhân vật lớn, cho nên sẽ có xe ngựa xa hoa tháp tùng. Hơn nữa, những người kia đều là thiên tài một phương, chúng ta không thể sánh bằng. Đạo đồng khách khí nói. Sau khi nghe đạo đồng giới thiệu, mọi người mới hiểu ra nơi này cũng phân biệt đối xử với mọi người, những nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì như bọn họ chỉ được đạo đồng tiếp đón. Còn những nhân vật lớn đến từ chư thiên thần giới đều sẽ được những cô gái xinh đẹp do các phủ thành chủ tiếp đãi. Tiêu Chính Văn chỉ được coi là khách cấp thấp, ngược lại, thiên tài của chư thiên thần giới đều là khách quý ở đây. Đãi ngộ giữa hai bên vô cùng khác biệt. Kim Đồng, sao các người biết chúng tôi sẽ vào lúc nào? Từ Huy Tổ tò mò hỏi. Đạo đồng kia tên là Kim Đồng, cả đoạn đường nói cười với mọi người, rất hòa đồng. Vì vậy Từ Huy Tổ cũng nhanh chóng hòa hợp với đạo đồng. Thật ra mỗi lần mở cổng, băng tuyết trên mặt sông Huyền Thiên sẽ tan chảy, chúng tôi sẽ dựa vào điều này để đón các vị. Chỉ là địa điểm khởi động lần này khác với trước đây là ở địa cầu, cho nên không chỉ có mỹ nữ, mà còn phái cả đạo đồng như chúng tôi tới đón tiếp các vị. Đạo đồng kiên nhẫn giải thích. Nghĩa là chúng tôi thuộc tầng lớp hạ đẳng sao? Long Hình nói với vẻ mặt không vui. À! Đạo đồng nghe vậy vội vàng xua tay nói, không không không, các vị đừng hiểu lầm, thật ra giữa mọi người không phân biệt cao thấp giàu nghèo gì cả. Chỉ là trước đây phía địa cầu cũng có rất nhiều người đến, nhưng rất ít người xuyên qua được hành lang thời không, ngược lại, bên phía chư thiên thiên giới có rất nhiều người đã vượt qua thử thách. Chương 5121 cho nên các thành chủ mới tôn trọng người bên phía bọn họ hơn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến thành tích của các vị ở hành lang thời không. Mặc dù đạo đồng đã cố gắng giải thích, nhưng vẫn khó có thể che giấu sự phân biệt đối xử của hành lang thời không đối với phía địa cầu. Dù là ở hành lang thời không, vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục thì kẻ mạnh đều được tôn trọng, chỉ là ở những nơi khác nhau thì nhận thức đối với kẻ mạnh cũng sẽ khác nhau. Cho dù là ở đâu, kẻ yếu đều sẽ bị phân biệt đối xử. Thật không giấu gì các vị, tôi cũng đến từ địa cầu, cho nên chúng ta coi như là đồng hương. Đạo đồng chủ động chuyển chủ đề. Trên lý thuyết, hành lang thời không là nơi đặc biệt, nơi đây là chiến trường, đồng thời còn là giao điểm của không gian và thời gian. Bất kể là người cổ đại hay hiện đại thì đều có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn xuất hiện với những diện mạo khác nhau. Ví dụ như đạo đồng này, nếu anh ta rời khỏi nơi này, đến vùng ngoài lãnh thổ thì e rằng ngay cả Vương Hử cũng phải gọi anh ta là tiền bối. Hơn nữa anh ta cũng không thể cho người khác thấy mình là đạo đồng, mà chỉ là một ông lão mà thôi. Lúc mọi người đang nói chuyện, trên đường lớn có xe ngựa phóng qua rất nhanh, trong xe ngựa đều đã có người ngồi, lúc nhìn thấy nhóm người Tiêu Chính Văn vẫn đang đi bộ, bọn họ đều nhìn với ánh mắt khinh thường. Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến những thứ hình thức này. Kim Đồng vừa đi vừa nói với mọi người đừng thấy nơi này giống thiên đường, thật ra đây chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Mọi người nhìn ngọn núi kia đi, Kim Đồng chỉ vào một ngọn núi cách đó không xa.
Ngọn núi kia làm sao? Lý Bạch nhíu mày hỏi. Thật ra ngọn núi đó được tạo thành từ xương cốt của con người. Kim Đồng trầm giọng nói. Nghe vậy, ngoại trừ Tiêu Chính Văn, những người còn lại đều hít một hơi thật sâu. Những ngọn núi hai bên phần lớn đều là xương cốt. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người đã chết trong hành lang thời không. Nghe Kim Đồng giới thiệu xong, mọi người mới phát hiện thổ nhưỡng trên những ngọn núi kia đều mang theo tử khí, không phù hợp với những cây cối tươi tốt trên sườn đồi. Đã có rất nhiều người chết ở hành lang thời không, vậy có phải dưới sườn núi có rất nhiều bảo vật hay không? Lý Bạch trợn mắt nói. Đúng là có rất nhiều bảo vật, trong đó có cả pháp khí, nhưng đừng để ý đến những thứ đó. Có một số sinh linh đáng sợ canh giữ những bảo vật đó, một khi đến gần sẽ chuốc họa vào thân. Kim Đồng vội vàng khuyên can. Tiêu Chính Văn cũng nhìn về phía những ngọn núi xa xa, nhưng thứ hiện ra trước mắt Tiêu Chính Văn không phải là cảnh tượng tươi tốt, mà là ngọn núi đầy xương cốt. Trong núi có những ánh sáng mơ hồ, đây hiển nhiên là những bảo vật là người chết để lại. Tuy nhiên, thay vì nói rằng đây là một bảo tàng kho báu, thì nên nói nó là một cái bẫy. Chương 5122 chỉ cần có kẻ tham lam những bảo vật đó, đến gần ngọn núi cao kia thì những sinh mệnh to lớn đang ẩn nấp trong bóng tối sẽ xuất hiện, biến những kẻ tham lam thành một thành viên của ngọn núi xương cốt. Sau khi vòng qua một đoạn đường núi, địa hình phía trước ngày càng bằng phẳng. Nhưng bầu trời hai bên đường hoàn toàn khác biệt, một bên là đêm đen như mực, một bên là ánh nắng chói chang. Cảnh tượng ngày đêm đồng thời xuất hiện này cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Mời đi theo tôi, Kim Đồng nói rồi dẫn mọi người vào phía đêm đen. Đúng lúc này, một chiếc đầu lâu từ trên núi xương cốt lăn xuống, dọc theo vách đá, lăn đến bên đường lớn. Lúc đầu lâu lăn vào phía đường ban ngày, đột nhiên bắn ra một tia sáng chói mắt. Chỉ thấy khung cảnh tĩnh lặng như trước bỗng tràn ngập sát khí. Vụt, một thanh kiếm khổng lồ phóng ra, nghiền nát cái đầu lâu thành cát bụi. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải Kim Đồng đang dẫn bọn họ đi thì có lẽ bọn họ sẽ lựa chọn đi phía ban ngày, nhưng nếu vậy thì bọn họ đã chết rồi. Bên đó, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Bạch kinh hãi hỏi. Đó là hố trảm tiên, nói cách khác, ngay cả cao thủ tiên cảnh đi về phía đó cũng sẽ chết thảm. Trong hành lang thời không có rất nhiều nơi như vậy. Nếu không có người thông thạo địa hình dẫn đường, thì không ai có thể tiến vào thành trì, Kim Đồng nói với vẻ mặt tự nhiên. Như thế có thể thấy người hướng dẫn đều là người rất quan trọng với bất kỳ ai, không có người dẫn đường, cao thủ có mạnh đến mấy cũng sẽ chết giữa đường. Nhưng Tiêu Chính Văn lại chưa từng để tâm, thật ra Tiêu Chính Văn đã nhìn thấu những cái bẫy đó nên không thể ảnh hưởng gì đến anh. Hơn nữa trong Thiên Sơn Thư Lục đã nói rất rõ về các loại ảo cảnh và cạm bẫy xuất hiện ở nơi này, dù không có người dẫn đường thì Tiêu Chính Văn cũng có thể dễ dàng đi vào thành chính. Cái tên Thành Huyền Thiên này sao có vẻ quen thế nhỉ? Trần Huy Tổ vừa đi vừa nhíu mày hỏi. Kim Đồng cười nói, xem ra ông đến từ gia tộc thời kỳ Nam Bắc Triều nhỉ? Nói đến Thành Huyền Thiên này thì đây là do thế lực bên địa cầu chúng ta xây nên. Chẳng qua đã rất lâu rồi từng chưa tiếp đón người bên địa cầu chúng ta đến thôi. Ồ, chẳng phải hành lang thời không mấy mươi ngàn năm mới mở một lần sao, Từ Huy Tổ hơi khó hiểu hỏi. Dù ở thời kỳ Nam Bắc Triều cũng chỉ cách ngày nay hơn 1.000 năm thôi, sao sẽ có người thời kỳ Nam Bắc Triều xây dựng thành ở đây được? Còn chẳng phải à? Chẳng phải mỗi lần xuất hiện đều ở những nơi khác nhau, hành lang thời không bình thường sẽ là cứ 100 năm sẽ mở một lần nhưng bên địa cầu có thể sẽ lâu hơn. Chương 5123 nhưng cũng sẽ không khoa trương đến mức mấy chục ngàn năm, chẳng qua đôi khi dù mở cửa lớn cũng không có ai đến nên chỉ có thể chuyển động tại chỗ. Bên chư thiên thần giới cũng thế, không phải mỗi một giới đều có thiên tài đến tham dự, có vài đại giới cũng mấy chục ngàn năm mới phái một nhóm người đến thử luyện giống địa cầu. Kim Đồng mỉm cười giải thích. Không phải mấy chục ngàn năm ư, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép rõ ràng, qua mấy chục ngàn năm hành lang thời không mới mở một lần. Nhưng câu trả lời của Kim Đồng lại khác xa nên khiến Tiêu Chính Văn hơi ngờ vực. Đúng thế, vị trí mở ở mỗi lần đều khác nhau, tôi nhớ có một lần mở ở bên trong đại dương ở địa cầu, trong hoàn cảnh đó, cho dù là võ giả bình thường muốn vào hành lang thời không. E là cũng không có bản lĩnh đó. Giống như lần này là mở ở trên không trung,
võ giả bình thường muốn vào cũng chỉ có thể than trời. Những lời này của Kim Đồng rất hợp tình hợp lý, đầu tiên hành lang thời không mở vào lúc nào, bên địa cầu hoàn toàn không có ghi chép lại, càng sẽ không có ai biết còn có một hành lang thời không. Ngược lại bên chư thiên thần giới lại khác, họ trước giờ đều là khách quen của hành lang thời không, thảo nào cao thủ của chư thiên thần giới lại nhiều đến thế. Thật ra nói thật lòng thì tôi cũng không hiểu tại sao sứ giả thời không lại lạnh nhạt với các vị như thế, dù sao chúng ta đều là người địa cầu, nói thẳng ra có lẽ mọi người vẫn có liên quan nguồn gốc với nhau, cần gì phải đối xử với người của mình như thế. Kim Đồng cũng hơi bất mãn nói. Dù sao quyền lợi của người dẫn đường rất ít, cụ thể đối đãi thế nào, đón tiếp ra sao đều là chức quyền của sứ giả thời không. Rõ ràng thành huyền thiên là do thế lực bên địa cầu xây nên nhưng lại đối xử khắt khe với khách bên địa cầu. Trong hành lang thời không, các đại thành khác do bất kỳ thế lực nào xây nên đều chỉ nhiệt tình với người của mình, ngược lại sẽ thầm gây rắc rối cho người ở các thế lực khác. Chỉ duy nhất thành huyền thiên là ngoại lệ. Hai, thật ra bọn tôi đã quen rồi, mấy người Lý Bạch nhìn nhau cười. Nhà họ Khổng là ví dụ điển hình, rõ là được sinh ra ở địa cầu. Lớn lên ở địa cầu nhưng lại nghĩ cách bán đứng địa cầu, từ xưa đến nay loại người này nhiều lắm. Mọi người vừa bước vào mấy tiếng đồng hồ mới đi đến trước cánh cửa vào cực lớn. Mặc dù tường thành này không hoành tráng bằng cổng thành lối vào hành lang thời không nhưng cũng cao đến trăm trượng, khí tức uy nghiêm. Từ những dấu vết lốm đốm trên tường thành có thể nhìn ra thành cổ này ít nhất đã có mấy ngàn năm lịch sử. Võ Anh Hào ngẩng đầu lên nhìn những chiếc đinh trên cổng thành. Thầm cảm thán. Hình dạng của những chiếc đinh cửa rất giống với cổng thành của thời nữ đế. Nghe nói cổng thành này từng bị một danh tướng thời đại Đường thay đổi, nhưng vị tiền bối đó không muốn tiết lộ danh tính của mình nên, Kim Đồng thấy Võ Anh Hào như đang nghĩ đến điều gì đó đến bèn giới thiệu. Chương 5124 ồ, tức là người này đến từ Đại Đường à. Hóa ra Đại Đường còn có dị sĩ đại tài này. Võ Anh Hào rất tự hào là thế tử Đại Đường cũng chẳng có gì sai. Dù sao bản thân nữ đế là vợ của Đường Cao Tông, hơn nữa bà ấy cũng không bãi bỏ lễ nghi và pháp luật của Đại Đường trong thời gian tại vị. Tiền bối đó xem như là một kỳ nhân, một kiếm có thể chém nát cổng thành này nên về sau cổng thành mới được thay mới lại. Nói rồi Kim Đồng chỉ vào bên trên cổng thành, mọi người nhìn theo hướng anh ta chỉ, đến giờ bên trên cổng thành vẫn còn để lại vài vết kiếm. Nghe nói năm đó người này được gọi là kiếm tiên, đến nay cũng không có ai vượt qua ông ta, Kim Đồng lại nói. Kiếm tiên, nghe thế, Lý Bạch bĩu môi, thầm nói ai mà chẳng thực tế gì, dám giành danh hiệu với ông ta. Nhưng chỉ riêng độ kiên cố của tường thành, không có cảnh giới chuẩn thánh đỉnh cao e là khó mà làm hỏng được nó. Có thể thấy thực lực của người này chắc chắn là tuyệt thế một thế hệ. Thế nên Lý Bạch cũng không để những lời đó trong lòng. Người này họ Lý à, Võ Anh Hào cau mày hỏi. Người có thể mang danh kiếm tiên, hơn nữa còn có thực lực này thì chỉ có một mình Tam Nguyên Lý Tịnh. Ừ, hình như họ Lý, nhưng cụ thể tên gì tôi không rõ. Tôi nghe nói lúc đó ông ta dùng một kiếm chém hai thiên tài của chư thiên thần giới nên dạng danh nhất thời. Tiếc là từ sau khi ông ta đi khỏi thành huyền thiên thì không còn thấy ông ấy quay lại nữa, Kim Đồng tiếc nuối nói. Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn nhìn nhau, khẽ gật, ý muốn nói với Tiêu Chính Văn năm đó chắc chắn Lý Tịnh đã từng đến hành lang thời không. Tiêu Chính Văn không để tâm đến điều này, sải bước đi vào trong thành huyền thiên theo Kim Đồng. Cả đại thành cực kỳ phồn hoa, hai bên đường là người bán hàng rong giao hàng mua bán rất náo nhiệt, không thua gì một số thành cổ ngoài lãnh thổ. Ở một bên khác lại khá vắng vẻ, chỉ có vài biệt thự, xung quanh không một bóng người qua lại. Các vị, phía trước là nơi ở đã chuẩn bị cho các vị, trước đó tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, các vị có thể tạm thời ở đó. Nói rồi Kim Đồng chỉ về vài biệt thự phía trước. Chẳng phải lúc nãy cậu nói có lẽ sứ giả thiên tinh sẽ đến tiếp đón chúng tôi sao? Ông ta đâu, Từ Huy Tổ nhìn xung quanh, chẳng có lấy một bóng người. Ồ, sứ giả thiên tinh chắc là đi đón tiếp các vị thiên tài chư thiên thần giới rồi, tôi dẫn các vị đến cũng như nhau thôi. Kim Đồng mỉm cười nói. Mặc dù lời nói không có vấn đề gì nhưng bị phân biệt đối xử như vậy, sắc mặt mấy người Từ Huy Tổ hiện lên vẻ không vui. Cả một đường dẫn mọi người vào trong biệt viện, Kim Đồng mới cúi người với họ nói, các vị tạm thời nghỉ ngơi ở đây, tôi không đi cùng nữa.
Chương 5125 nói rồi Kim Đồng xoay người đi khỏi biệt viện. Không lâu sau, Kim Đồng lại quay lại giải thích với mọi người, các vị, lát nữa mọi người đừng đi lung tung, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến đón mọi người. Xảy ra chuyện gì à? Tần Lương Ngọc ngờ vực nói. Bên ngoài đang đánh nhau, tôi vừa nhận được thông báo, mấy thiên tài chư thiên thần giới xảy ra chút xung đột, hai nhóm người đã lao vào đánh nhau nên mọi người tuyệt đối đừng chuốc họa vào thân, Kim Đồng dặn dò. Ồ, hai nhóm người chư thiên thần giới, Lý Bạch tò mò đến hỏi. Phải, tôi nghe nói hình như có một người tên Hồng Ấn bị một đám người đuổi giết, Kim Đồng gật đầu nói. Gì cơ, Hồng Ấn bị đuổi giết, nghe thế mọi người đều rất ngạc nhiên. Đó là Hồng Ấn đấy, trong số những người ở đây ngoài Tiêu Chính Văn không coi trọng ông ta thì Hồng Ấn vẫn là một sự tồn tại cao không với tới với những người còn lại. Ngay cả Tần Lương Ngọc cũng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Dù sao thực lực của Hồng Ấn vẫn rất cao, hơn nữa Tiêu Chính Văn cũng từng nói với mọi người đừng nhìn Hồng Ấn bề ngoài cực kỳ yếu ớt mà lầm, thực tế ông ta có khả năng là người mạnh nhất trong 12 người. Chẳng qua Tiêu Chính Văn cũng không hiểu tại sao Hồng Ấn lại che giấu thực lực của mình. Nhưng lúc này nghe tin Hồng Ấn bị đuổi giết thì có thể biết thực lực của đối phương đáng sợ thế nào. Có biết là ai đang đuổi giết ông ta không? Lý Bạch lại hỏi. Tôi nghe nói là một người tên Ma Long, cũng không biết giữa họ xảy ra chuyện gì. Tóm lại người tên Hồng Ấn này đã bị rất nhiều người đuổi giết, Kim Đồng nhỏ giọng giải thích. Sau đó anh ta lại dặn dò mọi người đừng chạy lung tung. Nếu không một khi rước họa vào thân thì e là ngay cả Thành Huyền Thiên cũng sẽ không nói giúp họ nửa câu. Trong số những người ở đây, ngoài Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào, những người khác đều vẫn kém xa về thực lực và cảnh giới, không có khả năng đấu với mấy thiên tài chư thiên thần giới đó. Chẳng qua cho dù thế nào, Kim Đồng cũng không muốn để mấy người Tiêu Chính Văn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nên anh ta mới đến dặn dò. Sau khi Kim Đồng xoay người đi khỏi đó, trên bầu trời bỗng vang lên vài âm thanh kinh thiên động địa. Luồng khí tức cực kỳ đáng sợ lập tức bao phủ khắp nơi. Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào không để ý đến, vẫn có thể ngồi đánh cờ trong mái chòi bên cạnh. Nhà họ Võ cũng có vài mối quan hệ ở bên hành lang thời không này nên Võ Anh Hào không lo lắng. Còn Tiêu Chính Văn thì với thực lực của anh, ít nhất mấy thiên tài này ở Thành Huyền Thiên không thể làm gì được anh. Trong khi hai người đang đánh cờ, cửa đột nhiên mở ra, một ông già tóc bạc trắng đẩy cửa bước vào. Mặc dù ông lão này nở nụ cười hiền từ bước vào nhưng khí tức quanh người lại không hề yếu, ít nhất cũng có cảnh giới chuẩn thánh cấp 1. Nhìn thấy ông lão, mấy người Lý Bạch đều đứng lên, cảnh giác nhìn ông ta. Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn vẫn tiếp tục đánh cờ như thể không có ai khác ở đó. Chương 5126 tôi là Âu Dương Chí, xin chào Thế tử Võ. Ông lão tiến lên trước đi đến cạnh Võ Anh Hào, chắp tay nói. Võ Anh Hào gật đầu với Âu Dương Chí, vẫn chuyên tâm đánh cờ với Tiêu Chính Văn. Thế tử nhà họ Võ đến hành lang thời không, bọn tôi không biết nên mới để Thế tử đi bộ đến, tôi đền tội với Thế tử. Âu Dương Chí lại chắp tay nói. Tiền bối không cần tự trách, tôi cũng vừa lúc tham quan một vòng hành lang thời không. Nói rồi Võ Anh Hào buông cờ trong tay xuống. Chỉ vào Tiêu Chính Văn giới thiệu, vị này là anh Tiêu đến từ thế tục, nhưng cũng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ ở vùng ngoài lãnh thổ. Sau này có lẽ sẽ trở thành bá chủ ở vùng ngoài lãnh thổ, cũng là chỗ dựa lần này đến hành lang thời không của tôi. Võ Anh Hào cố ý tâng bốc Tiêu Chính Văn trước mặt Âu Dương Chí cũng là vì thu hút sự chú ý của mấy người Âu Dương Chí. Thế tử nói đùa rồi, cậu vẫn là hậu duệ của nữ đế cần gì phải dựa vào người khác. Nhưng nếu đã là bạn của Thế tử, bọn tôi chắc chắn sẽ quan tâm chăm sóc cậu ta hơn. Âu Dương Chí chắp tay nói. Sau đó Âu Dương Chí lại rời tầm mắt nhìn những người khác ở đó, chẳng qua khi nhìn đến mấy người Tần Lương Ngọc, thậm chí người mạnh nhất cũng mới chỉ có khoảng thiên cảnh cấp 1, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Dù sao ở địa cầu, mấy ngàn năm mới có người đi vào hành lang thời không, nhất là sau Lý Đường, hầu như không có người đi vào hành lang thời không nữa. Dù những người lớn mạnh trước đó cũng không ai có thể đi hết hành lang thời không, nhưng bây giờ những người quá yếu so với các cao thủ đã từng đi vào hành lang thời không ở đại đường. Thân là quản sự phủ thành chủ, Âu Dương Chí là người có quyền lật lại những cuốn sách cổ, theo ghi chép, cả địa cầu từ xưa đến nay cũng chỉ có 6 người đi qua con đường thử luyện.
Từ sau đó dù là ở thời kỳ hoàng đế xa xưa cũng không ai có thể đi hết con đường thử luyện này. Ông ta cứ tưởng sau mấy ngàn năm trong những người đi vào hành lang thời không này vẫn còn có vài cường giả, dù không thể đánh lại thiên tài của chư thiên thần giới, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi thua kém quá nhiều. Nhưng bây giờ nhìn lại, xung quanh ngoài Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn còn có thể một mình đánh lại các thiên tài của chư thiên thần giới, những người khác gần như không có cả tư cách luyện cùng nữa là. Dù là Võ Anh Hào, thật ra Âu Dương Chí không xem trọng lắm, chỉ là nể mặt nhà họ Võ mới tỏ ra khách sáo, dù sao anh ta cũng là truyền nhân của nữ đế, tất nhiên Thành Huyền Thiên không thể đối xử tệ bạc. Còn Tiêu Chính Văn, Âu Dương Chí chưa từng nghe nói đến cái tên này, cũng không có hứng thú tìm hiểu nhiều về Tiêu Chính Văn, dù sao so với các thiên tài của chư thiên thần giới, Tiêu Chính Văn quá mức tầm thường. Thậm chí so về khí thế thì Hồng Ấn bị đuổi giết đó cũng mạnh hơn Tiêu Chính Văn một bậc. Người như vậy đến hành lang thời không có thể đi được bao xa. Có lẽ chưa đến lúc đi khỏi Thành Huyền Thiên đã bị mấy thiên tài của chư thiên thần giới bao vây tấn công. Thế tử Võ, cậu Tiêu, tối nay thành chủ sẽ đích thân chuẩn bị tiệc tối để chào mừng mọi người, đến lúc đó mong các vị có thể tham gia, thành chủ sẽ đích thân nói cho mọi người vài bí mật và cấm kỵ trên con đường thử luyện. Chương 5127 tôi còn việc khác không tiện làm phiền các vị cứ bận việc của mình, nói rồi Âu Dương Chí cúi người với Võ Anh Hào, sau đó đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Âu Dương Chí, Võ Anh Hào cau mày nói với Tiêu Chính Văn, xem ra Âu Dương Chí này không xem chúng ta ra gì. Tiêu Chính Văn nở nụ cười chẳng sao cả. Thật ra Tiêu Chính Văn không để tâm thái độ của Âu Dương Chí, còn các thiên tài của chư thiên thần giới cũng không lọt vào mắt Tiêu Chính Văn. So ra thì Tiêu Chính Văn càng quan tâm đến chuyến đi đến hành lang thời không lần này hơn, có gặp đối thủ có thực lực thật sự hay không mới là mục đích Tiêu Chính Văn đi vào hành lang thời không. Không lâu sau trời đã nhá nhem tối, khi thành lên đèn, mấy người Tần Lương Ngọc cũng thay bộ đồ mới tinh chuẩn bị đến phủ thành chủ Thành Huyền Thiên dự tiệc tối với Tiêu Chính Văn. Trong quá trình này, Âu Dương Chí chưa từng đến, chỉ có Kim Đồng đến mấy lần để đưa đồ ăn đến cho mọi người. Còn dặn dò cẩn thận đừng đi lung tung để tránh gây họa cho mình. Mặc dù trong Thành Huyền Thiên xem như an toàn nhưng các thiên tài của chư thiên thần giới ai nấy cũng kiêu căng ngạo mạn, ngộ nhỡ họ xảy ra xung đột, e là sẽ cực kỳ bất lợi với mấy người Tiêu Chính Văn. Chuyện này hệt như một đám dê bị thả vào chuồng hổ, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút, mấy người Tiêu Chính Văn sẽ kết thúc chuyến đi thử luyện lần này sớm. Anh Tiêu, còn cần những gì anh cứ việc nói. Kim Đồng khách sáo nói. Tiêu Chính Văn xua tay, đã rất chu đáo rồi, anh đi bận việc của mình đi, nếu có gì cần tôi sẽ bảo người gọi anh. Thật ra Tiêu Chính Văn có ấn tượng khá tốt với Kim Đồng, dù sao từ lúc đến Tiêu Chính Văn cũng thấy được Kim Đồng thật lòng suy nghĩ cho mọi người. Thế nên thái độ Tiêu Chính Văn đối xử với Kim Đồng cũng khác hoàn toàn với Âu Dương Chí. Anh Tiêu, thật ra bây giờ tôi đã không còn việc gì nữa. Tiệc tối bên phủ thành chủ sắp bắt đầu rồi, hay là tôi dẫn mọi người đến đó nhé, Kim Đồng mỉm cười nói. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc một ngày nhưng mọi người đều thấy Kim Đồng vẫn rất quan tâm đến mọi người, hơn nữa không khó nhìn ra từ vẻ mặt của anh ta có tình cảm rất đặc biệt với Đông Phương Tuyết Ngưng. Chỉ là lòng Đông Phương Tuyết Ngưng không để ý đến người bên cạnh, vẫn một lòng nghĩ đến thử luyện lần này, muốn giành vinh quang cho gia tộc Đông Phương. Hơn nữa ngộ nhỡ mình thông qua con đường thử luyện có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của gia tộc Đông Phương. Ngược lại Trương Lăng Phong lại nhìn thấy rõ điều này nên vẫn luôn âm thầm làm cầu nối giữa hai người, còn kể những chuyện quá khứ của Đông Phương Tuyết Ngưng cho Kim Đồng nghe. Mỗi khi hắn kể đến đoạn hồi hộp, Kim Đồng cũng tỏ ra rất lo lắng. Mọi người đi xuyên qua những con hẻm, được Kim Đồng dẫn đường nhanh chóng đi đến trước cổng lớn của phủ thành chủ. Thay vì nói đây là một phủ đệ thì nó lại giống như một cung điện lộng lẫy với những bức tường vàng. Thật trùng hợp khi mấy người Tiêu Chính Văn đã gặp mặt bảy thiên tài kia ngay khi vừa đến bên ngoài cổng phủ đệ. Sắc mặt Dạ Ma Thiên bỗng trở nên khó coi khi nhìn thấy mấy người Tiêu Chính Văn, các thiên tài khác cũng đều sợ hãi nhìn anh. Chương 5128 dù sao sáng nay Tiêu Chính Văn cũng giết liên tục ba thiên tài, lúc đối mặt với Tiêu Chính Văn, ai mà không căng thẳng chứ? Phải biết rằng đây là người mà chỉ cần giơ tay lên có thể giết thiên tài vùng ngoài vũ trụ, hơn nữa ngộ nhớ Tiêu Chính Văn giấy lên ý định giết người với họ ở đây, e là mấy người họ không có cơ hội bỏ chạy luôn.
Thật ra mấy người họ từ khi bước vào hành lang thời không vẫn luôn né tránh mấy người Tiêu Chính Văn, mục đích cố gắng giữ khoảng cách an toàn với Tiêu Chính Văn. Theo quy tắc thì tiệc tối của tối nay sẽ không mời mấy người Tiêu Chính Văn, chẳng qua vì có quan hệ với Võ Anh Hào, mấy người Tiêu Chính Văn mới có tư cách tham gia. Thật ra trong mắt Âu Dương Chí, các thiên tài ở Chư Thiên Thần Giới không xem trọng mấy người Tiêu Chính Văn, càng không thể có bất kỳ cảm giác gì với việc Tiêu Chính Văn tham gia tiệc tối. Nhưng kết quả lại ngược lại với những gì họ nghĩ. Âu Dương Chí cũng chậm rãi bước ra từ trong phủ thành chủ, ngoài mặt ông ta đến đón Võ Anh Hào nhưng thật ra đến tiếp đón các vị thiên tài Chư Thiên Thần Giới. Khi nhìn thấy mấy người Tiêu Chính Văn lại giành đi đến trước cổng phủ thành chủ trước mấy thiên tài Chư Thiên Thần Giới, sắc mặt Âu Dương Chí trở nên khó coi. Sau đó vẫy tay với Kim Đồng, còn không mau đến đây. Thấy Âu Dương Chí gọi mình, Kim Đồng vội xoay người nói với mấy người Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, Thế Tử Võ, các anh đợi ở đây một chút, tôi quay lại ngay. Nói rồi Kim Đồng nhanh chân bước đến gần Âu Dương Chí. Sao cậu lại quên cả quy tắc ở đây vậy? Đám người Tiêu Chính Văn có là gì chứ? Sao có thể cho họ chặn đường của các thiên tài? Còn không mau bảo họ lùi sang một bên để các thiên tài vào trước. Âu Dương Chí sầm mặt, giọng không vui của trách. Vâng, cũng trách tôi nhất thời sơ suất, tôi sẽ bảo họ tránh đường. Nói rồi Kim Đồng quay lại cạnh mấy người Tiêu Chính Văn, không phải anh ta xem thường mấy người Tiêu Chính Văn giống Âu Dương Chí mà là lo lắng sẽ đắc tội với các thiên tài Chư Thiên Thần Giới. Ngộ nhỡ chọc giận các vị thiên tài thì sự việc sẽ không thể giải quyết. Dù họ không dám ra tay đánh mấy người Tiêu Chính Văn trước cổng phủ thành chủ nhưng ai dám đảm bảo sau đó họ có trả thù Tiêu Chính Văn hay không? Xảy ra chuyện gì thế? Lý Bạch cau mày nói. Không có gì, mọi người đứng sang một bên một chút, Kim Đồng khách sáo nói, sau đó ra hiệu cho mọi người nhường vị trí cửa phủ thành chủ. Không để Lý Bạch lên tiếng, Âu Dương Chí đã sải bước đến cổng, đầu tiên là gật đầu với Võ Anh Hào. Sau đó gật đầu cúi người với các thiên tài Chư Thiên Thần Giới, mời các vị vào trong. Nhưng đám người Vạn Phong nào dám động đậy. Nhìn Âu Dương Chí cúi đầu, Vạn Phong chỉ ước gì có thể đánh ông ta ở đây. Nhưng những lời này lại không thể nói thẳng, thế nên đám người Vạn Phong đứng sững tại chỗ. Mọi người có đi không vậy, không đi thì mau nhường đường, Lý Bạch mất kiên nhẫn dục. Chương 5129 đương nhiên là đi rồi. Dạ Ma Thiên đã nói thế nhưng hai chân vẫn kiên trì đứng tại chỗ, không dám bước đi nửa bước. Vậy ông đi đi chứ, Lý Bạch trợn mắt nhìn Dạ Ma Thiên, không kiên nhẫn dục. Nhưng lúc này Dạ Ma Thiên nào dám động đậy. Ngay cả đám người Vạn Phong cũng quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, nếu Tiêu Chính Văn không lên tiếng họ không dám động đậy. Vẫn là vị nữ thiên tài tên Tố Ngọc đó giải vây nói, hay là để họ vào trước đi, bọn tôi không gấp. Vừa nghe thế, Âu Dương Chí giơ tay ra ngăn lại, ôi trời, thế thì không được, sao có thể phá quy tắc vì họ chứ? Thật ra mấy người Tiêu Chính Văn ai vào trước vào sau cũng như nhau nhưng thật ra ở đây có quy tắc riêng. Có câu tôn ti trật tự, người vào trước đương nhiên là khách quý, còn người vào sau cho dù là thân phận hay địa vị nào cũng đều là người không quan trọng nhất. Nhưng Âu Dương Chí vừa dứt lời, sắc mặt Tố Ngọc trở nên lạnh như băng. Thầm mắng Âu Dương Chí này đúng là có mắt không tròng, lẽ nào không nhìn ra họ rất sợ Tiêu Chính Văn sao? Nếu không phải trước đó Tiêu Chính Văn đã giết ba vị thiên tài thì họ sẽ nhường đường cho Tiêu Chính Văn không? Nhưng bây giờ họ phải để ý đến thái độ của Tiêu Chính Văn, chỉ cần họ hơi đắc tội với Tiêu Chính Văn, có lẽ sẽ có người chảy máu ở đây. Điều họ khó chấp nhận nhất là chuyện này không có cách nào nói rõ. Dù sao mỗi người bọn họ đều là thiên tài của một phương đại giới, dù trong lòng bọn họ có sợ Tiêu Chính Văn đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể nói ra trước mặt mọi người, nếu không, chẳng khác nào làm mất hết mặt mũi của Chư Thiên Thần Giới. Đến lúc đó, khả năng bọn họ sẽ trở thành đối tượng đuổi giết của tất cả Chư Thiên Thần Giới là rất cao. Vốn dĩ thành Huyền Thiên là đại thành do những người ở địa cầu xây dựng, mà bọn họ lại đến từ địa cầu, vì vậy, cũng coi như là một nửa chủ nhân. Lẽ ra phải để cho chủ nhân đi trước, cho nên vẫn nên mời bọn họ vào đi, Tố Ngọc tỏ ra thoải mái giải thích. Chính vì bọn họ là chủ nhân nên mới không thể bạc đãi khách quý, mời các vị nhanh chóng vào bên trong, Âu Dương Chí cúi đầu khom lưng nói. Tiêu Chính Văn lại lười nói nhảm với những người này, anh dẫn đám người Tần Lương Ngọc bước thẳng vào phủ thành chủ.
thấy đám người Tiêu Chính Văn ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, đã lập tức đi vào phủ thành chủ trước, sắc mặt Âu Dương Chí u ám trong nháy mắt. Chẳng qua người ta chỉ khách sáo với mấy người một chút, mấy người lại coi là thật sao? Đúng là không biết quy củ là gì. Một tên ngông cuồng như Tiêu Chính Văn, e rằng thậm chí còn chưa ra khỏi thành Huyền Thiên, thì đã chết ở đây rồi. Các vị, bọn họ cũng chỉ là một vài vãn bối không hiểu quy tắc, tôi tới thay bọn họ đền tội với mọi người, Âu Dương Chí vội vàng ôm quyền bái lại đám người Tố Ngọc. Không có gì, đến lúc này đám người Vạn Phong mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khoát tay nói. Chương 5130 mãi cho đến khi bóng lưng đám người Tiêu Chính Văn đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người Vạn Phong, mọi người mới lấy lại bình tĩnh, đi theo Âu Dương Chí vào phủ thành chủ. Giờ phút này, trong đại sảnh phủ thành chủ đã sắp xếp xong chỗ ngồi. Mấy người địa cầu thì ở phía đông, còn chư thiên thần giới thì ở phía tây. Mặc dù chỗ ngồi của hai bên không phân biệt chủ thứ, nhưng rõ ràng chất liệu của bàn ghế bên chư thiên thần giới vẫn tốt hơn. Trên đài cao ở ngay chính giữa, cũng bày một cái ghế thái sư, hiển nhiên đó là chỗ ngồi của thành chủ. Đám người Tiêu Chính Văn đi đến chỗ ngồi, vừa định ngồi xuống, Kim Đồng đã vội vàng tiến lên, liên tục nháy mắt với đám người Tiêu Chính Văn, ý bảo mọi người tuyệt đối không được ngồi vào chỗ của mình. Dù sao vừa rồi đã vượt mặt mấy thiên tài trong chư thiên thần giới, nếu như ngồi xuống trước khi những người đó tiến vào thì khó có thể đảm bảo rằng sẽ không đắc tội với bảy thiên tài kia. Thế nhưng, đám người Vạn Phong vừa mới bước vào đại sảnh, thấy đám người Tiêu Chính Văn đều đứng trước chỗ ngồi, sắc mặt nhất thời lại trở nên khó coi hơn. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng để Tiêu Chính Văn đi vào trước thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa, đã thấy Tiêu Chính Văn đang đứng bên cạnh chỗ ngồi, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Cái này, tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Vậy bảo bọn họ làm như thế nào cho phải đây? Các vị, mời ngồi, Âu Dương Chí thận trọng lên tiếng. Theo tôi thấy, vẫn nên mời chủ nhân ngồi trước đi. Vạn Phong cực kỳ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vẻ mặt gượng gạo nói. Âu Dương Chí nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đám người Tiêu Chính Văn. Vừa rồi ngay cả chào hỏi Tiêu Chính Văn cũng không chào hỏi một tiếng mà lập tức bước vào phủ thành chủ, điều này đã khiến ông ta cảm thấy không hài lòng. Ừ, vẫn là người của chư thiên thần giới người ta hiểu lễ nghi. So sánh mà nói, thật sự là cao thấp rõ ràng. Âu Dương Chí bình tĩnh nói. Thật ra, ông ta đang thầm mỉa mai đám người Tiêu Chính Văn không hiểu lễ nghi, chỉ có điều, Tiêu Chính Văn gần như không thèm để ý tới ông ta, anh ngồi xuống luôn. Đám người Tần Lương Ngọc thấy Tiêu Chính Văn ngồi xuống, cũng ngồi xuống theo. Thấy Tiêu Chính Văn không hiểu quy củ như vậy, trong mắt Âu Dương Chí gần như sắp phun ra lửa, cũng không thể hết lần này đến lần khác vượt mặt thiên tài của chư thiên thần giới chứ. Tiêu Chính Văn này quả thật chẳng xem ai ra gì, nhưng Âu Dương Chí cũng chỉ cười thầm trong lòng, dám đắc tội với thiên tài của chư thiên thần giới không chút kiêng dè như vậy, e rằng đám người Tiêu Chính Văn cũng không sống được bao lâu nữa. Có lẽ đợi lát nữa khi rời khỏi phủ thành chủ, đám người Tiêu Chính Văn sẽ bị bảy vị thiên tài của chư thiên thần giới vây giết. Các vị, mau ngồi xuống đi. Âu Dương Chí xoay người lại, cúi đầu khom lưng nói với đám người Vạn Phong. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã ngồi xuống, nhưng không được Tiêu Chính Văn cho phép, mấy người Vạn Phong nào dám ngồi. Hầu như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn. Chương 5131 Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn đám người Vạn Phong, chỉ là liếc mắt nhưng đám người Vạn Phong đã sợ tới mức dùng mình ớn lạnh. Các vị, mời các vị mau mau ngồi xuống. Âu Dương Chí hơi khó hiểu nhìn đám người Vạn Phong. Mấy người ngồi đi chứ? Tần Lương Ngọc lạnh lùng nhìn về phía đám người Vạn Phong. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Tiêu Chính Văn không gật đầu, bọn họ sao dám ngồi? Nhưng cứ đứng mãi như vậy, lại thật mất mặt. Đúng lúc này, một sức ép mạnh mẽ ngập trời giáng xuống, ngay sau đó, một đội bảo vệ gồm hàng chục cao thủ cảnh giới chuẩn thánh, chia làm hai hàng, đi vào đại sảnh. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen, bước đi mạnh mẽ oai hùng, một tay chắp ra sau lưng bước lên vị trí chính giữa. Đồng thời, một sức ép không kém gì các vị thánh nhân quét qua bốn phía. Hiển nhiên đây là một vị cao thủ chuẩn thánh cấp 3. Chỉ riêng khí tức này đã áp chế đến mức mọi người trong đây không thở nổi. Ông ta chính là vị tướng dũng mãnh số 1 dưới trướng của thành chủ, tên là La Khai.
Đồng thời, cũng là một trong những chủ nhân của Thành Huyền Thiên, trước đây Võ Anh Hào cũng từng giới thiệu người này với Tiêu Chính Văn, người được cho là đệ nhất dũng sĩ cuối thời Nam Bắc Triều. Với sự xuất hiện của ông ta, bầu không khí ở nơi này đột nhiên thay đổi. Không giống như đám người Tiêu Chính Văn, bên phía Chư Thiên Thần Giới hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào, ngược lại còn xuất hiện khí tức tốt lành. Các vị công tử, La Khai đến muộn rồi, đều tại công việc trong thành bề bộn, nên mới không kịp đón tiếp, mong các vị thứ tội. Giọng La Khai như chuông đồng, ôm quyền về phía đám người Vạn Phong. Đám người Vạn Phong vội vàng ôm quyền trả lễ, đồng thời bởi vì sự xuất hiện của La Khai, bọn họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó La Khai quay đầu nhìn về phía Võ Anh Hào nói, Thế tử Võ, thành chủ nhà tôi đã chờ ở phía trước rồi. Mặc dù ngoài miệng ông ta nói chuyện rất khách khí, nhưng sự kiêu ngạo trong mắt ông ta đã bộc lộ rất rõ ràng. Về phần Tiêu Chính Văn, thậm chí ông ta còn lười liếc mắt lấy một cái, đám người Tần Lương Ngọc càng không đáng để ông ta để ý quá nhiều, dù sao trong mắt ông ta những người này, đơn giản chỉ là mấy tấm bia đỡ đạn mà thôi. Sau khi đi tới chiếc ghế ở chính giữa rồi ngồi xuống, La Khai mới quay đầu nói, Thế tử Võ, kỳ thật chuyến đi này một mình cậu đến là được, dẫn theo đám người này thì quá dư thừa rồi. Đây là hành lang thời không, không phải địa cầu, cũng không phải vùng ngoài lãnh thổ, bọn họ cùng lắm cũng chỉ đến nộp mạng mà thôi, chẳng ích gì đối với Thế tử cả. Trước mặt mọi người trong đại sảnh, La Khai nói ra những lời này không hề kiêng dè. Thậm chí sự khinh miệt đám người Tiêu Chính Văn đã không còn che giấu. Sắc mặt Võ Anh Hào cũng lập tức trở nên khó coi, trầm ngâm một lúc lâu, mới lạnh lùng nói, là tướng quân, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Anh Tiêu cũng không phải là người hầu của tôi, hơn nữa, chuyến đi tới hành lang thời không lần này, ngay cả tôi cũng phải nhờ anh Tiêu chiếu cố. Chương 5132 còn những người này đều là thuộc hạ của anh Tiêu, không phải là thuộc hạ của tôi. Võ Anh Hào vừa nói vừa quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Hừ, La Khai cười khẩy, Võ Anh Hào là hậu duệ của nữ đế, thế mà lại dựa dẫm vào một tên vãn bối vô danh sao? Ở trong mắt ông ta, Võ Anh Hào chẳng qua là đang tìm cho mình một cái cớ mà thôi. Thế tử Võ, không cần giải thích nhiều, kỳ thực tôi có một đề nghị, nếu như mọi người đều tới hành lang thời không để tu luyện, chỉ bằng hai bên chúng ta so tài trước mặt tất cả mọi người. Cũng để có thể hiểu rõ thực lực của nhau. Không biết ý của Thế tử Võ như thế nào. Thật ra dụng ý của La Khai đã rất rõ, rõ ràng là đang bài trừ công khai đám người Võ Anh Hào. Ngoài mặt, ông ta xuất phát từ ý tốt, để cho đám người Võ Anh Hào sớm hiểu rõ thực lực của Chư Thiên Thần Giới, nhưng thực tế thì không phải. Ngay từ đầu, ông ta đã coi thường những người đến từ địa cầu. Nếu như có thể thông qua cuộc đấu này để khuyên nhủ đám người Võ Anh Hào rút lui thì ông ta cũng bớt được rất nhiều rắc rối. Võ Anh Hào nghe thấy vậy, không khỏi cắn răng, vừa định từ chối, Tiêu Chính Văn lại hờ hững cười nói, được thôi. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, trái tim mấy người Vạn Phong đều chết lặng. Trong lòng đám người Tố Ngọc lại càng căm ghét tên La Khai nhiều chuyện này. Bảo bọn họ ra tay với người bên phía Tiêu Chính Văn thì chẳng phải bảo đám người bọn họ đứng yên cho người ta vả vào mặt sao. Có Tiêu Chính Văn chấn giữ ở đó, bọn họ nào dám ra tay. Chỉ là La Khai lại không phát hiện ra có gì khác thường, ngược lại thản nhiên ngồi ở đó, trong ánh mắt mang theo vài phần châm chọc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. La tướng quân, Âu Dương Chí đến gần La Khai, hạ thấp giọng kể lại mọi chuyện vừa rồi. La Khai càng nghe càng âm thầm cảm thấy hài lòng với quyết định mình vừa mới đưa ra. Dù sao đám người Tiêu Chính Văn cũng đắc tội với các vị thiên tài của Chư Thiên Thần Giới, còn mình vừa hay lại cho mấy thiên tài của Chư Thiên Thần Giới một cơ hội báo thù, vô hình chung cũng coi như lấy lòng mấy vị thiên tài này. Hơn nữa, theo quan điểm của ông ta, những người đến từ địa cầu này không thể so sánh với những thiên tài của Chư Thiên Thần Giới. Ngoại trừ hai người Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người còn lại đều là cảnh giới thiên cảnh cấp 1. Thực lực này, ở hành lang thời không e rằng ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Về phần Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào, cùng lắm chỉ là chuẩn thánh cấp 1 sơ cấp mà thôi, ngược lại những thiên tài của Chư Thiên Thần Giới, hầu như mỗi người đều là chuẩn thánh cấp 1 đỉnh cao. Chương 5133 thậm chí còn có mấy người đã mơ hồ có xu thế đột phá, về phương diện thực lực của hai bên. Căn bản không nằm trên một đường thẳng. Vì vậy, câu nói được thôi của Tiêu Chính Văn,
trong mắt La Khai, quả thực là một biểu hiện của sự rốt nát. Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng, những thiên tài này của chư thiên thần giới cũng chỉ là phần nổi của tảng băng, nhiều lần hành lang thời không đều coi người của chư thiên thần giới là nhân vật chính. Hơn nữa, trong những thiên tài này, còn có một nhân vật không kém gì thánh nhân. Ngay lúc mới bắt đầu đã đắc tội với người của chư thiên thần giới, trong mắt La Khai, Tiêu Chính Văn và những người bên cạnh anh đều thuộc loại người vừa không có thực lực, vừa không có đầu óc. Những người như thế này, ở vùng ngoài lãnh thổ hoặc giới thế tục thì còn được, nhưng đến hành lang thời không thì chỉ có một con đường chết. Nếu Tiêu Chính Văn muốn chủ động chịu chết, đương nhiên La Khai sẽ không ngại dạy cho bọn họ một bài học vô cùng sâu sắc. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Lý Bạch, thấy Tiêu Chính Văn nhìn về phía mình, Lý Bạch đứng lên, cười khẩy với đám người Vạn Phong, nói, nhờ các vị chỉ giáo. Thấy bên phía Tiêu Chính Văn là Lý Bạch xuất trận, lúc này thì mấy người Vạn Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là Tiêu Chính Văn ra tay thì bọn họ đâu còn đường sống nữa. La Khai quan sát Lý Bạch một lượt rồi lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lý Bạch thật ra chỉ có cảnh giới đế cảnh cấp 9 mà thôi, nhìn lại mấy người thiên tài của chư thiên thần giới này, ai nấy đều là cao thủ chuẩn thánh cấp 1, đôi bên cách nhau một bậc cảnh giới lớn. Cho dù là mài giũa thì cũng cần thực lực ngang hàng, nếu không chẳng phải sẽ làm mất mặt người địa cầu chúng ta hay sao, La Khai lạnh lùng lên tiếng. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu ông ta đã nhận định bên phía địa cầu hoặc là Tiêu Chính Văn xuất trận hoặc là Võ Anh Hào ra tay, căn bản không thể để cho mấy người Lý Bạch xuất trận. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại cử một cường giả đế cảnh xuất trận, đây rõ ràng là đang khinh thường thiên tài của chư thiên thần giới. Chỉ là La Khai vừa mới lên tiếng, sắc mặt của mấy người Vạn Phong đã lập tức trở nên u ám. Phải biết rằng Tiêu Chính Văn có thể cử người như Lý Bạch xuất trận chính là điều mà bọn họ vẫn luôn hy vọng, kết quả La Khai thì hay rồi, ngược lại còn muốn chỉ trích người ta. Câu nói của ông ta lọt vào trong tai mấy người Vạn Phong rõ ràng chẳng khác gì một lá bùa đòi mạng bọn họ. Lỡ như Tiêu Chính Văn thật sự thu hồi mệnh lệnh, đích thân xuất trận, vậy thì bọn họ không phải là đen đủi hay sao? Tiêu Chính Văn chỉ bình thản nhìn về phía đám người của chư thiên thần giới, nói, không sao. Tôi cá là bọn họ cũng chẳng thắng nổi đâu. Cái gì, là tôi nghe nhầm hay cậu vẫn chưa tỉnh ngủ thế, không đợi người khác lên tiếng, Âu Dương Chí đã cướp lời mỉa mai. Phải biết rằng cao thủ yếu nhất bên phía chư thiên thần giới cũng có cảnh giới chuẩn thánh cấp 1, Tiêu Chính Văn lại dám nói bên phía chư thiên thần giới không thắng nổi. Chuyện đùa quốc tế hả? Chương 5134 đế cảnh cấp 9 đấu với chuẩn thánh cấp 1. Ngược lại người bên phía chuẩn thánh cấp 1 lại không thắng nổi. Thật đúng là nực cười. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ coi Tiêu Chính Văn giống như kẻ điên. Đừng nói là đế cảnh cấp 9, dù là thiên cảnh cấp 9 so với chuẩn thánh cấp 1 thì căn bản cũng không ở cùng một đẳng cấp. Hơn nữa, bản thân những thiên tài bên phía chư thiên thần giới này cũng có thực lực đủ để chiến đấu vượt cấp. Có thể nói, mặc dù bọn họ chỉ là chuẩn thánh cấp 1, thế nhưng đối diện với chuẩn thánh cấp 2 thậm chí là cấp 3 thông thường thì cũng dư sức để đấu một trận. Chỉ là câu nói này của Tiêu Chính Văn lọt vào trong tai mấy người Vạn Phong thì lại hoàn toàn mang ý khác. Cái gì gọi là cá rằng bọn họ cũng chẳng thắng nổi. Lời này có phải Tiêu Chính Văn đang âm thầm uy hiếp bọn họ hay không? Hoặc là nói, Tiêu Chính Văn đang ám thị với bọn họ, nếu như không muốn chết thì tốt nhất là thông minh hơn một chút, thua thì ít nhất có thể bảo toàn tính mạng. Thế nhưng nếu như thắng thì hậu quả cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lý Bạch chắp một tay sau lưng, dùng thanh kiếm dài trong bàn tay còn lại chỉ về phía mấy người Vạn Phong, nói, vị nào tới ứng chiến trước. Hành động này của ông ta, trong mắt mấy người Vạn Phong thì không hề có điểm nào không thỏa đáng, ngược lại trên mặt hai người Âu Dương Chí và La Khai lại lộ ra vẻ phẫn nộ. Họ là thiên tài của chư thiên thần giới đó, ngay cả bọn họ cũng phải cẩn thận hầu hạ, Lý Bạch thì hay rồi. Vậy mà lại dám vô lễ với những nhân vật lớn này như thế. Đúng là nghe không sợ hổ, khá lắm, khá lắm, Âu Dương Chí đột nhiên lên tiếng. Vừa nói, Âu Dương Chí còn vừa vỗ tay không ngớt, thế nhưng trong ánh mắt thì lại ngập tràn vẻ khinh thường. La Khai phía bên cạnh lại cười khẩy, theo ông ta thấy, Lý Bạch dám khinh thường thiên tài của chư thiên thần giới như vậy, đợi lát nữa khi ra tay chắc chắn sẽ chết cực kỳ thê thảm. Mặc dù dựa theo quy định của thành Huyền Thiên, không được đấu riêng bên trong thành, thế nhưng La Khai thì đã toan tính trong lòng đâu ra đó rồi,
cho dù thiên tài của chư thiên thần giới có giết chết Lý Bạch ngay trước mặt ông ta cũng tuyệt đối không thắc mắc dù chỉ một câu. Muốn trách chỉ có thể trách Lý Bạch quá hống hách, nếu như không phải vì thân phận thì thậm chí La Khai còn muốn đích thân ra tay để dạy dỗ cho Lý Bạch một bài học. Thế nhưng mấy người Vạn Phong lại không dám nghĩ như vậy, thấy một tiểu bối đế cảnh cấp 9 như Lý Bạch dám hống hách không kiêng nể gì như thế thì càng chắc chắn hơn về suy đoán trước kia của mình. Đám người trố mắt nhìn nhau, không ai muốn giao đấu với Lý Bạch. Ai cũng hiểu rằng bọn họ vừa không thể thắng mà cũng vừa không thể thua quá lộ liễu, nói cách khác phải xử lý cho thật ổn thỏa, vừa cho tất cả mọi người thấy được rằng là Lý Bạch dựa vào bản lĩnh thực sự để giành chiến thắng, vừa phải không làm tổn hại tới thể diện của bản thân. Điều này rõ ràng đang làm khó bọn họ. Mãi tới sau cùng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên trên người thiên tài có tên là Thiên Trần Tử tới từ giới vô thiên. Chương 5135 mọi người để cho ông ta xuất trận cũng là bởi vì khi trước ông ta không có thù oán gì với phía Tiêu Chính Văn, hơn nữa cũng chưa từng mỉa mai mấy người Tần Lương Ngọc. Nói cách khác, chỉ có ông ta ra tay thì mới không mang lại tai họa chết chóc gì cho đám người bọn họ. Thiên Trần Tử đương nhiên cũng hiểu nỗi khổ tâm của đám người, vậy nên cho dù không hề tình nguyện thì ông ta cũng chỉ đành đứng dậy tung một cú đấm về phía Lý Bạch. Thấy Thiên Trần Tử ở cảnh giới đỉnh cao của chuẩn thánh cấp 1 ra tay, trên mặt La Khai và Âu Dương Chí đều đồng loạt nở một nụ cười lạnh lùng. Đỉnh cao chuẩn thánh cấp 1 đối chiến với đế cảnh cấp 9, cho dù chỉ dùng một cái móng tay cũng có thể nghiền Lý Bạch ra bã chỉ trong nháy mắt. Mời, Thiên Trần Tử làm một động tác tay tỏ ý mời. Sau đó sải bước tiến tới khoảng đất trống ở vị trí trung tâm và đứng yên tại đó, không hề chủ động ra tay. Ngược lại Lý Bạch ra tay không chút khách khí. Lý Bạch cũng rất muốn biết cách biệt giữa bản thân và những kẻ được gọi là thiên tài của chư thiên thần giới này rốt cuộc là bao xa. Ông ta vừa mới ra tay đã dùng tới 18 chiêu thức ngự kiếm mà mình sở trường nhất. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, mấy người Lý Bạch có được không ít công pháp và kế truyền từ chỗ Tiêu Chính Văn. Thứ Lý Bạch lấy được chính là 18 chiêu thức ngự kiếm. Ưu điểm lớn nhất của bộ công pháp này chính là có thể phóng thích chân khí bên trong cơ thể ra gấp mấy lần. Đừng thấy Lý Bạch chỉ có cảnh giới đế cảnh cấp 9 mà lầm, thực tế vào khoảnh khắc 18 chiêu thức ngự kiếm được thể hiện ra, khí tức cả người cũng theo đó biến đổi. Nháy mắt đã không hề thua kém cường giả ở cảnh giới chuẩn thánh. Đặc biệt vốn dĩ 18 chiêu thức ngự kiếm cũng chính là một trong số những kế truyền đạt tới ngưỡng đỉnh cao bên trong kiếm cảnh, vô số đóa hoa kiếm trút xuống như mưa ngay sau khoảnh khắc ông ta ra tay. Ánh sáng lạnh lẽo gần như bao trùm hết hoàn toàn phạm vi 100 mét xung quanh, thậm chí ngay cả mấy người La Khai cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong đại sảnh chỉ thấy ánh kiếm không thấy người, thân pháp của Lý Bạch cũng sắp đạt tới đỉnh cao. Vào khoảnh khắc Lý Bạch vừa mới ra tay, Thiên Trần Tử phía đối diện đã nhìn ra được manh mối bên trong, không khỏi kinh hô một tiếng, ông biết cả 36 chiêu thức ngự kiếm của Vạn Kiếm Tông ư. Trên thực tế, 36 chiêu thức ngự kiếm vốn dĩ chính là công pháp bên phía địa cầu, nhưng trong trận đại chiến giữa các vị thần thời viễn cổ sau này thì bộ công pháp đó đã bị thất truyền. Vạn Kiếm Tông cũng dựa theo nửa bộ kế truyền có được trong tay nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ để biến hóa thành 36 chiêu thức ngự kiếm. Soạt. Khi một tia sáng màu bạc giáng xuống, vô số lưỡi kiếm từ trên trời rớt xuống chỉ trong khoảnh khắc, giống như thiên hà bị đảo lộn. Chương 5136 chiêu thiên hà đảo tả này rõ ràng quá đỗi vi diệu, thậm chí còn vi diệu hơn nhiều so với 36 chiêu thức ngự kiếm của Vạn Kiếm Tông. Vốn dĩ Thiên Trần Tử dự định đấu vài chiêu có tính tượng trưng với Lý Bạch, sau đó sẽ cố ý để lộ sơ hở cho ông ta thấy, thế nhưng uy thế của chiêu thiên hà đảo tả này quá mạnh. Cho dù ông ta không muốn ra tay thì cũng buộc phải ra tay để bảo vệ lấy tính mạng của bản thân. Vậy nên, Thiên Trần Tử vội vàng rút kiếm ra và vung tay chém xuống. Khi ánh kiếm lóe lên, một luồng kiếm khí xé ngang bầu trời phá giải hoàn toàn chiêu thức thiên hà đảo tả của Lý Bạch. Mặc dù chỉ cần một chiêu, nhưng trong lòng Thiên Trần Tử cũng bị chấn động rất lớn, hoàn toàn thu lại suy nghĩ khinh thường Lý Bạch khi trước. Bởi vì nhát kiếm ban nãy ông ta cũng phải dốc hết toàn lực. Dù là như vậy thì Thiên Trần Tử vẫn không tự chủ được mà lùi ra sau nửa bước. Mặc dù trong mắt mấy người Vạn Phong thì Thiên Trần Tử chỉ đang diễn kịch, nhưng chỉ có bản thân ông ta biết rõ ban nãy bản thân quả thực đã bị ép cho lùi ra sau nửa bước, bên trong căn bản không có chút giả dối nào. Tiêu Chính Văn phía bên cạnh vẫn luôn quan sát biến hóa của trận đấu, trong vẻ mặt mang theo chút kinh ngạc của Thiên Trần Tử,
không khó để nhìn ra sự kinh hãi trong nội tâm Thiên Trần Tử lúc này. Điều này cũng đã kiểm chứng cho suy đoán của Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng quả thực đã truyền lại rất nhiều công pháp thất truyền thời kỳ thượng cổ cho chư thiên thần giới. Lý Bạch không hề vì chiêu thức thiên hà đảo tả bị Thiên Trần Tử phá giải mà mất đi niềm tin, ngược lại trong mắt còn bừng bừng ý chí chiến đấu. Dẫu sao ông ta và đối phương cũng cách nhau một bậc cảnh giới lớn, có thể ép cho đối phương lùi về sau nửa bước đã vượt quá tưởng tượng của ông ta rồi. Nếu như không phải vì đối phương chiếm ưu thế về mặt cảnh giới thì e rằng đòn đánh ban nãy đối phương căn bản chẳng thể đỡ nổi. Trông có vẻ đòn đánh ban nãy của Thiên Trần Tử qua loa sơ sài, nhưng Lý Bạch lại có thể cảm nhận được rất rõ sự chấn động sâu trong lòng đối phương. Vào lúc Thiên Trần Tử đang bừng bừng khí thế, chuẩn bị chủ động xuất kích thì một tia sáng màu bạc không dễ phát giác đột nhiên từ trên trời giáng xuống. A, Thiên Trần Tử không khỏi sững sờ. Ban nãy ông ta rõ ràng đã phá giải được chiêu thức của đối phương, nhưng tia sáng màu bạc đó là thế nào vậy chứ? Dựa vào hiểu biết của ông ta về 36 chiêu thức ngự kiếm thì căn bản không thể xuất hiện sự việc bất ngờ như vậy mới phải. Thật ra 18 chiêu thức ngự kiếm bên phía địa cầu vẫn có khác biệt rất lớn so với 36 chiêu thức ngự kiếm của chư thiên thần giới, ngay cả 36 chiêu thức ngự kiếm mà nhà họ Khổng có được cũng không phải phiên bản ban đầu. Mà là phiên bản đã được người đời sau sửa đổi, mặc dù người sửa đổi 36 chiêu thức ngự kiếm tự cho rằng hậu sinh khảo ý, thế nhưng ông ta nào chiêm nghiệm được như sự hiểu biết của những nhân vật giống như chân thần thời thượng cổ đối với kiếm thức. Chương 5137 vậy nên cho dù xét từ uy lực hay là độ tinh xảo của chiêu thức thì 18 chiêu thức ngự kiếm của Lý Bạch đều không phải là thứ mà 36 chiêu thức ngự kiếm của chư thiên thần giới có thể so bì. Vào khoảnh khắc Thiên Trần Tử ngẩn ra, bóng dáng của Lý Bạch đột nhiên biến mất, một giây sau ông ta đã xuất hiện phía sau lưng Thiên Trần Tử. Không để cho Thiên Trần Tử hoàn hồn trở lại, Lý Bạch đã khẽ khàng tung ra một nhát kiếm. Phập, kiếm khí không chút động tĩnh lao thẳng về phía lưng của Thiên Trần Tử, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đang có mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không chỉ có 18 chiêu thức ngự kiếm của Lý Bạch cực kỳ tinh xảo mà ngay cả thân pháp của ông ta cũng khiến cho người ta chẳng thể lý giải được. Nếu như Lý Bạch sử dụng trận pháp không gian để di chuyển vị trí thì bọn họ còn có thể lý giải, thế nhưng ban nãy bọn họ đều nhìn thấy rất rõ, Lý Bạch không hề sử dụng trận pháp không gian mà đơn thuần chỉ dựa vào thân pháp để thay đổi vị trí. Tất cả những việc này nhìn thì đơn giản, nhưng lại không phải vậy, bình thường cho dù thân pháp của một người có nhanh tới cực điểm thì cũng không thể sản sinh ra hiệu quả di chuyển tức thì giống như vậy. Cùng lúc này, Thiên Trần Tử cảm nhận được điểm không lành phía sau lưng cũng sợ tới độ cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, thậm chí không dám quay người đối địch, sải chân tiến lên trước một bước lớn để tránh đòn chí mạng này của Lý Bạch. Cho dù Thiên Trần Tử đã dùng hết giải thuật toàn thân, thế nhưng vẫn bị thanh kiếm dài của Lý Bạch chém vào canh khí hộ thể phía sau lưng. Ngay tức thì, ánh lửa lóe ra khắp bốn bề, nhưng tới cuối cùng Lý Bạch vẫn chưa thể khiến cho Thiên Trần Tử bị thương dù chỉ là một chút. Dẫu sao cách biệt cảnh giới của đôi bên vẫn phơi bày ra đó, cho dù Thiên Trần Tử đứng ở đó không nhúc nhích thì Lý Bạch cũng chẳng thể giết được ông ta. Dù là như vậy Thiên Trần Tử vẫn cảm thấy sống lưng ớn lạnh, nếu như ở cùng một bậc cảnh giới thì lúc này ông ta đã là một cái xác luôn rồi. Vị huynh đệ này, không cần phải đấu nữa, trận đấu này Thiên Trần Tử tôi nhận thua, Thiên Trần Tử quay người lại chắp tay nói với Lý Bạch. Nghe thấy Thiên Trần Tử nhận thua. Đám thiên tài tới từ chư thiên thần giới cũng không hề cảm thấy bất ngờ, chuyện này vốn dĩ là điều đương nhiên, ai dám nặng tay với người của Tiêu Chính Văn chứ. Huống hồ trong số những người đang có mặt, gần như ai nấy đều là cao thủ ở cảnh giới chuẩn thánh, bất cứ ai đều nhìn ra được Thiên Trần Tử chỉ có lợi thế về mặt cảnh giới, nếu như ở cùng một bậc cảnh giới giống nhau thì cỏ trên mộ Thiên Trần Tử đã cao hơn cả mét rồi. Chỉ là bên phía chư thiên thần giới không nói gì. Ngược lại mấy người bên phía phủ thành chủ của thành Huyền Thiên đều ngẩn cả ra. Thiên Trần Tử một trong số 7 thiên tài lại nhận thua sao? Âu Dương Chí đầu tiên hơi sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra nguyên nhân bên trong, 80% người ta nể mặt thành Huyền Thiên nên mới không nặng tay mà thôi. Dẫu sao thành Huyền Thiên vẫn là thế lực thuộc về địa cầu, nếu phủ thành chủ công khai giết người bên phía địa cầu, thể diện của thành Huyền Thiên cũng khó mà giữ nổi. Từ đó có thể thấy được, mấy người thiên tài bên phía chư thiên thần giới không chỉ khiêm tốn nhún nhường mà còn hiểu rõ đại nghĩa, so với bọn họ, Tiêu Chính Văn quá là không biết trời cao đất dày.
Chương 5138 chỉ từ phương diện làm người này, có thể thấy những người thiên tài bên phía chư thiên thần giới đã bỏ xa mấy người Tiêu Chính Văn mấy chục con đường. La Khai cũng phản ứng lại, e rằng là mấy thiên tài bên phía chư thiên thần giới nể mặt ông ta nên mới không xuống tay giết chết Lý Bạch, nếu không thì nào có chuyện ông ta không phải là đối thủ của một đế cảnh nhỏ bé. Ông còn không mau cảm ơn tha mạng của thiên tài tới từ chư thiên thần giới này đi, Âu Dương Chí chắp hai tay sau lưng, nhếch miệng, dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện. Lý Bạch chỉ liếc nhìn Thiên Trần Tử đã trở về chỗ ngồi, chẳng buồn bận tâm tới Âu Dương Chí, thẳng thừng coi ông ta như là không khí. Các vị thiên tài của chư thiên thần giới quả nhiên có tấm lòng rộng mở, tại hạ thực sự quá đỗi khâm phục. Tôi xin được thay tên địa cầu không biết trời cao đất dày này nhận tội với vị thiên tài ban nãy. La Khai nói rồi nâng ly rượu lên, đầu tiên là khom lưng cúi rạp, sau đó một hơi uống cạn cả ly. Đặt ly rượu xuống, La Khai mới lạnh lùng lên tiếng, trong trận thi đấu tiếp theo, các vị căn bản không cần phải nể mặt tôi, dẫu sao đao kiếm cũng không có mắt, giết người thì cũng giết rồi. Huống hồ ở trong hành lang thời không vốn dĩ là nơi sinh tồn của những kẻ phù hợp. La Khai tôi nhất định sẽ đối xử công bằng với các vị. Hơn nữa khi thi đấu, nương tay chính là một điều tối kỵ, vậy nên các vị không cần phải nương tay nữa đâu. La Khai nói như đúng rồi, thật ra ở trong mắt ông ta, thiên tài của chư thiên thần giới hoàn toàn đang nể mặt ông ta nên mới tha cho Lý Bạch một con đường sống. Tôi thay mặt ông ta xin đa tạ ơn nghĩa của La Đại Nhân, Kim Đồng vội vàng đứng dậy chắp tay nói với La Khai. Trong lòng hiểu là được. Không cần việc gì cũng phơi bày ra, La Khai cười nhạt. Sau đó lại chuyển chủ đề, nghiêm túc nói, chắc hẳn các vị cũng đã biết tôi mời các vị tới là vì lý do gì rồi nhỉ, tôi tin rằng các vị rất muốn biết tiếp theo đây phải đối diện với điều gì đúng không? Nói tới đây, La Khai lại quay đầu nhìn về phía Võ Anh Hào, nói, Thế tử Võ, nếu như cậu chỉ xuất phát từ sự hiếu kỳ, vậy thì có thể ở lại trong thành Huyền Thiên một khoảng thời gian, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Dụng ý của những lời này chẳng qua chính là đang khuyên giải Võ Anh Hào. Trong mắt ông ta, đám người bao gồm cả Võ Anh Hào căn bản không xứng để tiến vào hành lang thời không, càng không xứng để tranh đoạt với những thiên tài của chư thiên thần giới này. Hơn nữa tiếp theo đây, ông ta vốn dĩ không định nói cho mấy người Võ Anh Hào nghe về một số tình báo quan trọng có liên quan tới hành lang thời không, càng không định nói cho Tiêu Chính Văn biết. Thế nhưng nói thế nào thì ông ta cũng là một trong số những đại diện của thế lực bên phía địa cầu, không những không nói giúp cho người bên phía địa cầu mà ngược lại còn muốn đàn áp đủ kiểu, thậm chí còn muốn khuyên ngăn mọi người, sắc mặt của Võ Anh Hào lập tức sa sầm lại. Không làm phiền tới ông, dựa theo quy định, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy đi, Võ Anh Hào nói với sắc mặt u ám. Lời cũng đã nói tới nước này rồi, La Khai đương nhiên chẳng còn gì để nói. Nếu như Thế tử Võ đã hạ quyết tâm rồi, vậy thì tôi cũng không nói thêm gì nữa, các vị, thật ra hành lang thời không lần này có thể không còn giống như trước kia nữa. Chương 5139 đầu tiên, tin tình báo mà tôi nhận được là bất luận người từ không gian nào tiến vào hành lang thời không thì đều phải thông qua thử thách của trạm gác đầu tiên rồi mới tới được nơi này. Thật ra trong mỗi không gian các phương thì hành lang thời không đều sẽ có một lối vào, chư thiên thần giới bao hàm không gian 10 phương. Ít nhất có mười mấy lối vào, mà bên phía địa cầu lại chỉ có một lối vào mà thôi. Thế nhưng với thử thách lần này, bất luận mọi người tiến vào hành lang thời không từ lối vào nào thì đều sẽ tập trung ở thành Huyền Thiên. Hơn nữa, con đường thử thách bên phía thành Huyền Thiên cũng sẽ trở thành điểm khởi đầu thật sự, chỉ có từ nơi này thì mới có thể tới được thành thời không sau cùng. Trạm gác đầu tiên này chính là Tử Vong Cốc, nơi đó có thành chủ nhà chúng tôi đích thân chấn giữ. Chỉ cần có được sự công nhận của thành chủ nhà chúng tôi thì sẽ có thể qua ải. Thật ra ông ta nói như vậy chỉ là để đề cao thân phận của bản thân mình mà thôi, kỳ thực bên phía Tử Vong Cốc không chỉ có người bên phía thành Huyền Thiên trấn giữ mà thế lực các phương đều cài người vào bên trong Tử Vong Cốc. Sau khi đi qua Tử Vong Cốc thì sẽ là Phong Bạo Trường và Tu La Ngục, hơn nữa Lý Tịnh đã phải bỏ mạng ở Tu La Ngục từ nghìn năm trước. Khi nói ra những lời này, La Khai còn cố ý liếc nhìn Võ Anh Hào. Lý Tịnh chết ở Tu La Ngục sao? Mặc dù đối với người của chư thiên thần giới mà nói thì tin tức này không có gì kỳ lạ, thế nhưng đối với mấy người Võ Anh Hào thì lại hoàn toàn không phải như thế. Lý Tịnh là nhân vật lớn dẫn dắt cả một thời đại,
hơn nữa chiến lực của ông ta không hề yếu hơn bất cứ một cao thủ tài năng nào ở vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí còn có người cho rằng chiến lực thật sự của Lý Tịnh đã có thể sánh ngang vai với tứ kiệt của chiến quốc, vậy mà một nhân tài có thực lực siêu phàm như vậy lại chết ở Tu La Ngục sao? Tu La Ngục thật sự nguy hiểm tới vậy sao? Lý Bạch cau mày hỏi một câu. Dẫu sao ông ta và Lý Tịnh cũng đều là nhân vật ở thời kỳ thịnh đường, hơn nữa cả đời Lý Bạch khâm phục nhất chính là vị danh tướng trăm trận trăm thắng này. Đáng tiếc là cả đời Lý Bạch cũng chưa thể gặp mặt Lý Tịnh một lần, nhân vật giống như vậy nếu như chết ở Tu La Ngục thì có thể thấy được rằng môi trường ở đó nguy hiểm tới mức độ nào. Chỉ là La Khai phớt lờ sự tồn tại của Lý Bạch, vờ như không nghe thấy, rõ ràng không hề muốn nể mặt mấy người Tiêu Chính Văn. Theo tôi được biết, bên phía Phong Bạo Trường có không ít bảo vật xuất thế, còn về việc có thể lấy được hay không thì phải xem bản lĩnh của các vị rồi, La Khai chỉ nói tới đây chứ không nói kỹ thêm nữa. Rõ ràng ông ta đang cố ý không muốn tiết lộ tất cả sự thực. Nào, các vị, vì được hội ngộ ở đây ngày hôm nay, cạn ly, La Khai lại nâng ly rượu lên, cười lớn nói. Thế nhưng Kim Đồng phía bên cạnh lại nhíu mày tiến tới gần Tiêu Chính Văn. Nhỏ giọng nói, anh Tiêu, rời khỏi thành Huyền Thiên cần có lệnh bài huyền võ. Lát nữa La Khai đại nhân sẽ phát cho mỗi người một tấm lệnh bài huyền võ, tấm lệnh bài này phải giữ gìn cho thật kỹ đấy. Thật ra lệnh bài huyền võ không phải là do các thành chủ tùy ý phân phát mà phải có người bên phía thế lực mình dùng máu và tính mạng để đổi lấy. Chương 5140 cũng có thể nói, lệnh bài huyền võ bên phía địa cầu đều là do tổ tiên của địa cầu dùng thực lực đổi lấy. Những lệnh bài này buộc phải giao cho người bên phía địa cầu thì mới được. Cũng chỉ người có tấm lệnh bài huyền võ này trong tay thì mới có thể tiến vào một số bí cảnh, hoặc là dùng để tránh nguy hiểm. Đương nhiên, loại lệnh bài huyền võ này có thể thông qua việc giết người của thế lực khác để giành được. Lệnh bài huyền võ càng nhiều thì thành tựu có được cũng sẽ càng nhiều, hơn nữa cũng sẽ càng mạnh hơn. Theo quy định mà nói, sau khi tiến mấy thiên tài bên phía chư thiên thần giới đi, La Khai sẽ phân phát lệnh bài cho mấy người Tiêu Chính Văn. Dẫu sao việc này vẫn phải làm sau lưng người ngoài. Thế nhưng điều khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ là vẫn chưa tiễn mấy người chư thiên thần giới đi thì La Khai đã lấy ra lệnh bài huyền võ. Trước khi phát đi, loại lệnh bài này huyền võ này cần phải khắc tên của người sở hữu. Hơn nữa, vào lúc La Khai lấy ra lệnh bài huyền võ, mọi người đã có thể nhìn thấy rất rõ cái tên khắc trên lệnh bài. La Thiên tươi cười nói với mấy thiên tài tới từ chư thiên thần giới, mời các vị lưu lại tên trước khi đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Kim Đồng cũng ngẩn ra, hành vi của La Khai chẳng khác gì đang phản bội. Mỗi một tấm lệnh bài huyền võ đều là tổ tiên bên phía địa cầu dùng tính mạng để đổi lấy, mục đích là để mở một cánh cửa dễ đi hơn cho người đời sau, để cho địa cầu càng thêm lớn mạnh. Thế nhưng La Khai thì hay rồi. Không những phân phát lệnh bài quý báu mà tổ tiên dùng tính mạng đổi lấy cho những người ở chư thiên thần giới mà còn bảo bọn họ lưu tên lại. Một khi trên chiến lệnh khắc tên của mấy người chư thiên thần giới, vậy thì lệnh bài đó sẽ thuộc về bọn họ. Thế nhưng Kim Đồng dẫu sao cũng chỉ là một người trẻ, chỉ dám phẫn nộ trong lòng chứ không dám nói ra, càng không dám nói việc này cho mấy người Tiêu Chính Văn biết. Tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Lỡ như bởi vì chuyện này mà khiến cho hai bên xung đột thì sẽ chỉ càng khiến cho hậu quả tệ hơn mà thôi. Sau khi đám người của chư thiên thần giới ghi tên lại thì quay người rời đi. La Khai cũng vội vàng đứng dậy, đích thân tiễn mấy người Vạn Phong ra cổng. Kim Đồng cũng đứng dậy tiễn mấy người Tiêu Chính Văn ra cổng, thế nhưng rất nhanh đã quay người trở về phủ thành chủ. Tuy nhiên anh ta vừa bước qua cửa đã nhìn thấy mấy người Vạn Phong vừa đi đã quay trở lại. La Khai đang dùng hai tay nâng lệnh bài huyền võ lên, cười nói với mấy người Vạn Phong, các vị, xin cứ lấy tùy ý, còn về mấy người Tiêu Chính Văn thì bọn chúng căn bản không xứng tranh đoạt với các vị. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kim Đồng lập tức nổi giận, bước nhanh lên trước, nói, La Tướng. Ông đây là, làm sao? La Khai quay đầu nhìn về phía Kim Đồng. Chương 5141 La Tướng. Lệnh bài huyền võ này là do tổ tiên trên địa cầu dùng tính mạng để đổi lấy, tại sao ông muốn giao nó cho người của chư thiên thần giới, Kim Đồng lớn tiếng chất vấn. Sao thế, tôi làm việc cũng cần phải được cậu đồng ý trước à, sắc mặt của La Khai lập tức xa sầm, lạnh lùng nhìn Kim Đồng nói. La Tướng, cho dù là từ nguyên nhân gì, lệnh bài huyền võ mà địa cầu có được đều không thể lọt ra ngoài,
lẽ nào ông không biết tính quan trọng của nó sao? Kim Đồng tức tới độ sắc mặt trắng bệch. Hừ, dựa vào mấy người Tiêu Chính Văn mà cũng muốn xưng danh ở hành lang thời không hả? Bọn chúng có tư cách gì để so bì với các thiên tài tới từ chư thiên thần giới? Dù có đưa cho bọn chúng thì cũng là lãng phí của trời, La Khai lạnh lùng cười nói. Kim Đồng nghe vậy giận run người, giơ ngón tay lên nói với La Khai, mặc kệ là mục đích gì, lệnh bài huyền vũ này nên thuộc về đám người anh Tiêu. Nó không nên thuộc về chư thiên thần giới, bốp. Kim Đồng chưa kịp nói xong, Âu Dương Chí đã tát thẳng vào mặt Kim Đồng, tức giận nói, cậu là người hầu, sao dám xen vào chuyện của người khác? Đây là chuyện lớn mà cậu có thể nói xen vào được sao? Người đâu, nhốt cậu ta vào địa lao cho tôi, không được tôi cho phép, không ai được phép thả cậu ta ra ngoài. Lời vừa dứt, mấy tên thị vệ xông lên đè Kim Đồng xuống đất, Kim Đồng gần như tuyệt vọng nhìn về biệt viện nơi mấy người Tiêu Chính Văn đang ở. Lúc này, cho dù anh ta muốn gửi tin cho Tiêu Chính Văn cũng đã muộn, nhưng nếu không có lệnh bài huyền vũ, đám người Tiêu Chính Văn nửa bước cũng khó đi. Đừng nói đi đến phong bạo lĩnh vực và tu la ngục liễu, sợ là ngay cả tử vong cốc cũng không đi ra được. La Khai, ông làm như vậy, còn dám nhiều lời, chết, trong mắt La Khai đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Mấy tên hộ vệ không nói lời nào, cứ thế giải Kim Đồng vào trong địa lao. Đám người Tiêu Chính Văn ngoài mặt như không biết gì về chuyện này, nhưng thực tế thì không phải vậy. Dù sao Kim Đồng đã nói với Tiêu Chính Văn về lệnh bài huyền vũ. Hơn nữa còn nói rằng sau tiệc tối, La Khai sẽ giao lệnh bài huyền vũ cho mọi người. Nhưng mãi đến khi mọi người trở lại biệt viện, cũng không thấy La Khai có động tĩnh gì, Tiêu Chính Văn cũng đã hiểu sơ lược. Cậu Tiêu, sao vậy? Thấy Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, Lý Bạch nghi ngờ hỏi. Không có gì, chỉ là có người nợ chúng ta một vài thứ, còn có một số người lấy đi thứ không nên lấy mà thôi, Tiêu Chính Văn lạnh giọng nói. Xảy ra chuyện gì thế? Nghe Tiêu Chính Văn nói như vậy, những người khác lập tức vây xung quanh. Dù sao Tiêu Chính Văn sẽ không tự nhiên nói những lời này. Chương 5142 thật ra ngay từ trong bữa tiệc, Kim Đồng đã sớm đề cập tới lệnh bài huyền vũ với tôi, hơn nữa lệnh bài huyền vũ này còn liên quan đến việc chúng ta có thể thuận lợi đi qua hành lang thời không hay không. Nhưng mãi tới bây giờ, La Khai vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, vậy thì chỉ có thể lý giải rằng, ông ta đã đưa lệnh bài huyền vũ cho người lẽ ra không nên đưa, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Thế chúng ta làm sao bây giờ, mọi người nghe vậy nhất thời cũng không có cách nào. Dễ thôi, cướp lại, Tiêu Chính Văn khẽ cười, những người khác cũng cười tỏ vẻ hiểu ý. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn liếc nhìn Võ Anh Hào, anh ta cũng nở nụ cười chân thành, gật đầu với Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, hai người gần như cùng lúc biến mất. Một lát sau, bóng dáng của hai người đã xuất hiện bên ngoài thành Huyền Thiên. Giờ phút này, ngoài thành trăng sáng sao thưa, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Cách đấy không lâu, có một luồng khí tức chập chờn xuất hiện trước mặt anh. Đó là đám thiên tài của chư thiên thần giới do Vạn Phong và Tố Ngọc dẫn đầu. Trên mặt mấy người đó lúc này đều nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, bọn họ không ngờ người thành Huyền Thiên sẽ cho bọn họ nhiều lệnh bài huyền vũ như vậy. Chuyện này quả thật ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Quan trọng là trước khi rời đi, La Khai còn đặc biệt phái người đưa bọn họ an toàn ra khỏi thành Huyền Thiên, cho đến khi họ rời đi, mấy người Tiêu Chính Văn vẫn không hay biết gì. Ha ha, cuối cùng cũng rời khỏi nơi quỷ quái đó, nhưng người ở thành Huyền Thiên cũng rất thú vị. Bọn họ rõ ràng là người địa cầu, mà lại trăm phương ngàn kế gài bẫy hãm hại người của mình, nghĩ đến lại thấy buồn cười. Vạn Phong vừa nói vừa chạm vào lệnh bài huyền vũ trong ngực. Mấy người ở phía sau hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Thiên Trần Tử vẫn còn sợ hãi nhìn về phía thành Huyền Thiên lần cuối. Dù sao ông ta cũng là thiên tài duy nhất từng giao đấu với người của Điện Thần Long, cũng chỉ có ông ta mới hiểu Điện Thần Long khủng bố cỡ nào, khó trách Tiêu Chính Văn có thể chém giết mấy thiên tài không hề chớp mắt như vậy. Hơn nữa cảm giác áp bách trên người Tiêu Chính Văn quá mạnh, nếu tiếp tục ở lại thành Huyền Thiên, rất có thể bị bọn họ ép tới phát điên. Bây giờ thì tốt rồi, không những lấy được lệnh bài huyền vũ vốn thuộc về đám người Tiêu Chính Văn, mà còn đàng hoàng rời khỏi thành Huyền Thiên. Sau này bọn họ chỉ cần cố gắng trốn tránh đám người Tiêu Chính Văn thì sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Hơn nữa trong bữa tiệc tối vừa rồi,
chỉ cần một cái nhìn thoáng qua của Tiêu Chính Văn cũng có thể khiến trái tim bọn họ run rẩy, cảm giác có thể chết bất kỳ lúc nào thật sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả một vài đại năng ở Chư Thiên Thần Giới cũng không khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi như vậy, nhưng Tiêu Chính Văn là một ngoại lệ, anh là một người khiến bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn đã thấy run sợ. Chương 5143 điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt, Thiên Trần Tử nhìn màn đêm trước mặt, hơi lo lắng nói. Chỉ cần đi thêm 100 dặm nữa, bọn họ có thể đi tới ngã ba đường tiếp theo, đến nơi đó bọn họ sẽ thật sự an toàn, nhưng trước lúc đó bọn họ vẫn không thể mất cảnh giác. Trên thực tế, cho dù ông ta không nói, đám người Vạn Phong cũng đang âm thầm tăng tốc, dù sao thì ai cũng biết không thể dừng lại lâu. Không tới 5 phút, mọi người đi đến một ngã ba, có 3 ngã đi về 3 hướng khác nhau, đến lúc này, mọi người mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên sát thần kia, thoát khỏi ai cơ. Thiên Trần Tử vừa nói xong, chỉ thấy một bóng người rất quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn họ. Võ Anh Hào, khi bọn họ thấy rõ bóng người Võ Anh Hào thì không khỏi sửng sốt. Sau đó, đám người tiếp tục nhìn xung quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chính Văn ở đằng sau như mong muốn. Hai người một trước một sau, chặn đường đám người Vạn Phong. 7 thiên tài cộng thêm Dạ Ma Thiên, lúc này tổng cộng có 8 người, 8 vị thiên tài của Chư Thiên Thần Giới, đặt ở bất kỳ đâu cũng đủ để chấn động một phương. Nhưng lúc này, họ lại bị Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào chặn lại. Cậu Tiêu! Sao cậu lại ở đây? Thiên Trần Tử vội vàng cúi đầu với Tiêu Chính Văn, rõ ràng đã biết còn hỏi. Võ Anh Hào cười khẩy đi tới trước mặt Thiên Trần Tử, đưa tay ra nói, giao ra. Giao cái gì cơ? Tố Ngọc theo bản năng hỏi lại. Giao ra, Võ Anh Hào lặp lại lần nữa. Trên người bọn ta không có gì cả, Vạn Phong cũng giải thích một câu. Không có ư, La Khai vừa đưa cho các người cái gì? Tốt nhất đừng để chúng ta ra tay, nếu không, sẽ không chỉ là giao đồ ra đâu. Võ Anh Hào lạnh giọng nói. Giọng điệu của Võ Anh Hào cực kỳ lạnh lùng, không hề nể mặt. Giờ phút này, Võ Anh Hào sẽ không khách khí với bọn họ, cho dù La Khai có ở đây, Võ Anh Hào cũng tuyệt đối không nể mặt ông ta. Đúng lúc này, một trận gió đêm thổi tới, đám người Vạn Phong không khỏi rùng mình. Chỉ với một ý nghĩ sẽ quyết định lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Giao ra không, Võ Anh Hào không kiên nhẫn hỏi. Chẳng mấy chốc, một lệnh bài màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Võ Anh Hào. Ngay sau đó, lại một tấm lệnh bài khác rơi vào trong lòng bàn tay Võ Anh Hào. Đám người Vạn Phong biết, bảo vệ tính mạng hoặc để lại lệnh bài và mạng sống, bọn họ không phải kẻ ngu, tuyệt đối sẽ không vì tấm lệnh bài nhỏ mà bỏ mạng. Chương 5145 nghe thấy vậy, mấy vị thiên tài khác cũng hít một hơi khí lạnh. Nếu người đó là Tiêu Chính Văn, vậy chẳng phải anh mới con cưng của trời thật sự sao? Cùng lúc đó, trong thành Huyền Thiên, La Khai nhìn sắc trời, trầm giọng hỏi, bọn họ đã đi hết chưa? Lúc này e là đã đi tới ngã ba, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Âu Dương Chí vội vàng đáp. Còn đám người Tiêu Chính Văn thì sao? La Khai lại hỏi. Bọn họ vẫn còn ở trong biệt viện, dù sao không có lệnh bài Huyền Vũ, bọn họ cũng không thể đi đâu. Nhưng tôi có một chuyện không rõ, mong La tướng quân nói rõ. Âu Dương Chí nghi ngờ nói. Nói, La Khai lạnh lùng nói. Thật ra chúng ta cũng là người địa cầu, đám người Tiêu Chính Văn cũng coi như cùng dòng tộc với chúng ta, tại sao Lạc tướng quân lại hãm hại bọn họ như vậy? Âu Dương Chí vô cùng khó hiểu hỏi. La Khai nghe vậy cười khẩy nói, tất cả những điều này, đều là vì thành chủ đại nhân. Chỉ có thành chủ của chúng ta mới xứng trở thành chúa tể của địa cầu. Nhớ năm đó, thành chủ các hạ trói lọi cỡ nào? Tạm thời không nói đến chuyện thực lực cao hay thấp, chỉ nói đến thân phận của ngài ấy, liệu mấy ai có thể sánh cùng? Lúc đó, Long tộc vừa mới hủy diệt, chính là lúc địa cầu yếu nhất, nếu như không phải thành chủ đại nhân đứng ra, thì còn có địa cầu ngày hôm nay hay sao? Nhưng bởi vì minh ước thiên địa, thành chủ đã bị nhốt một vạn năm dài đằng đẵng. Còn phải hạ mình trước một đám hậu bối mở đường trừ chướng, bọn họ xứng sao? Cho đến lúc này, La Khai mới tiết lộ thân phận thật sự của thành chủ Huyền Thiên. Thành chủ trong những lời ông ta nói, kỳ thật cũng không phải là người trên địa cầu,
mà là người đến từ một phương đại giới bên trong chư thiên thần giới. Hơn nữa còn là con trai của giới chủ, đồng thời, mẹ của hắn, cũng là một thánh nữ của một phương đại giới. Trước đây ở trên địa cầu, tất cả mọi người đều gọi hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Thật ra ở thời kỳ thượng cổ trong điển tịch, nguyên hình của Đông Hoàng Thái Nhất, căn bản không phải tộc người, mà là một con đại yêu. Chỉ có điều hắn được sinh ra trong hình hài của một con người, cho nên hậu thế mới dần dần coi hắn như là một trong những ông tổ của loài người. Thế nhưng lai lịch thực sự của hắn, lại có rất nhiều mối liên hệ với chư thiên thần giới. Với xuất thân hiển hách của hắn, vốn nên vang danh tứ hải, thế nhưng, bởi vì một lần đánh cược với nữ oa, bị ép lập lời thề thiên địa ở bên trong hành lang thời không, cho đến khi chết đi, cũng phải bảo vệ địa cầu. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ nhận mệnh, nhưng hắn là Đông Hoàng Thái Nhất, sao có thể chịu rơi vào tình cảnh đó được chứ? Hơn nữa vào thời khắc này ý đồ của Đông Hoàng Thái Nhất đã hết sức rõ ràng, hắn muốn thay mặt mấy người Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn, tiến về hành lang thời không, lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn. Ý của ông là thành chủ muốn tự mình tiến về hành lang thời không. Thế nhưng, năm đó thành chủ đã có minh ước với nữ oa. Một khi bị phản phệ, vậy thì Âu Dương Chí vô cùng hoảng sợ nói. Chương 5145 nghe thấy vậy, mấy vị thiên tài khác cũng hít một hơi khí lạnh. Nếu người đó là Tiêu Chính Văn, vậy chẳng phải anh mới con cưng của trời thật sự sao? Cùng lúc đó, trong thành Huyền Thiên, La Khai nhìn sắc trời, trầm giọng hỏi, bọn họ đã đi hết chưa? Lúc này e là đã đi tới ngã ba, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Âu Dương Chí vội vàng đáp. Còn đám người Tiêu Chính Văn thì sao? La Khai lại hỏi. Bọn họ vẫn còn ở trong biệt viện, dù sao không có lệnh bài Huyền Vũ, bọn họ cũng không thể đi đâu. Nhưng tôi có một chuyện không rõ, mong La Tướng Quân nói rõ. Âu Dương Chí nghi ngờ nói. Nói, La Khai lạnh lùng nói. Thật ra chúng ta cũng là người địa cầu, đám người Tiêu Chính Văn cũng coi như cùng dòng tộc với chúng ta, tại sao Lạc Tướng Quân lại hãm hại bọn họ như vậy? Âu Dương Chí vô cùng khó hiểu hỏi. La Khai nghe vậy cười khẩy nói, tất cả những điều này, đều là vì thành chủ đại nhân. Chỉ có thành chủ của chúng ta, mới xứng trở thành chúa tể của địa cầu. Nhớ năm đó, thành chủ các hạ trói lọi cỡ nào? Tạm thời không nói đến chuyện thực lực cao hay thấp, chỉ nói đến thân phận của ngài ấy, liệu mấy ai có thể sánh cùng? Lúc đó, Long tộc vừa mới hủy diệt, chính là lúc địa cầu yếu nhất, nếu như không phải thành chủ đại nhân đứng ra, thì còn có địa cầu ngày hôm nay hay sao? Nhưng bởi vì minh ước thiên địa, thành chủ đã bị nhốt một vạn năm dài đằng đẵng, còn phải hạ mình trước một đám hậu bối mở đường trừ chướng, bọn họ xứng sao? Cho đến lúc này, La Khai mới tiết lộ thân phận thật sự của thành chủ Huyền Thiên. Thành chủ trong những lời ông ta nói, kỳ thật cũng không phải là người trên địa cầu, mà là người đến từ một phương đại giới bên trong chư thiên thần giới. Hơn nữa còn là con trai của giới chủ, đồng thời, mẹ của hắn, cũng là một thánh nữ của một phương đại giới. Trước đây ở trên địa cầu, tất cả mọi người đều gọi hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Thật ra ở thời kỳ thượng cổ trong điển tịch, nguyên hình của Đông Hoàng Thái Nhất, căn bản không phải tộc người, mà là một con đại yêu. Chỉ có điều hắn được sinh ra trong hình hài của một con người, cho nên hậu thế mới dần dần coi hắn như là một trong những ông tổ của loài người. Thế nhưng lai lịch thực sự của hắn, lại có rất nhiều mối liên hệ với chư thiên thần giới. Với xuất thân hiển hách của hắn, vốn nên vang danh tứ hải, thế nhưng, bởi vì một lần đánh cược với nữ oa, bị ép lập lời thề thiên địa ở bên trong hành lang thời không, cho đến khi chết đi, cũng phải bảo vệ địa cầu. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ nhận mệnh, nhưng hắn là Đông Hoàng Thái Nhất, sao có thể chịu rơi vào tình cảnh đó được chứ? Hơn nữa vào thời khắc này ý đồ của Đông Hoàng Thái Nhất đã hết sức rõ ràng, hắn muốn thay mặt mấy người Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn, tiến về hành lang thời không, lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn. Ý của ông là thành chủ muốn tự mình tiến về hành lang thời không. Thế nhưng, năm đó thành chủ đã có minh ước với nữ oa. Một khi bị phản phệ, vậy thì Âu Dương Chí vô cùng hoảng sợ nói. Chương 5147 mặc dù quân đội này vẫn duy trì tư thái tiến lên, thế nhưng, trong đôi mắt mỗi người đều không có bất cứ thần thái nào mà con người nên có, hoặc là nói, mỗi người đều như xác chết đang làm động tác di chuyển như máy móc. Hẳn là đại quân mất tích của Nam Bắc Triều, chỉ có điều,
bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này quá lâu, hoàn toàn mất đi sức sống còn không hề hay biết. Tiêu Chính Văn vừa cúi đầu trầm tư vừa nói. Nếu là bình thường, nhánh đại quân này đã xuất hiện mấy lần ở địa cầu, nói cách khác bọn họ đã thành công đi ra khỏi thông đạo của hành lang thời không, nhưng một giây sau lại biến mất, đã nói lên rằng giữa các thông đạo của hành lang thời không có mối liên kết lẫn nhau. Nói cách khác, hơn ngàn năm này bọn họ vẫn luôn đi đi về về lặp đi lặp lại bên trong hành lang thời không, tiến về phía trước không biết mỏi mệt. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn muốn đến lối vào của tử vong cốc để thăm dò một phen, không ngờ rằng bản thân lại đi thẳng tới mảnh không gian quỷ dị này. Ngay sau đó, hai người Tiêu Chính Văn xuyên qua đường hầm thời không này, đi vào bên trong một mảnh không gian khác. Chỉ là toàn bộ quá trình tựa như mộng ảo, trong một chớp mắt, tất cả trước mắt hai người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng với cảm giác chấn động tâm thần giống như trước đó truyền đến, hai người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào đã đi tới vùng trời của một bình nguyên lớn. Chỉ có điều, con đường này đã chệch hướng quá xa so với con đường lúc bọn họ đến. Tiêu Chính Văn ngưng thần nhìn về phía trước, ở xa hơn trăm dặm, có một tòa thiên quan sừng sững. Thiên quan kia cao vút trong mây, trên tường thành nguy nga hùng vĩ, lấp la lấp lánh, trên thành viết ba chữ lớn, Tuyệt Thiên Quan. Mau chạy, ngay khi hai người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào do dự, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đạo bào đột nhiên la lớn. Tiếng nói vừa dứt, người kia đã nhanh như điện chớp đến bên cạnh hai người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào. Chỉ từ khí tức có thể phán đoán được rằng, người này đã có thực lực xấp xỉ thiên cảnh cấp 6, nhưng thực lực mà hắn ta thể hiện ra lại không tương xứng với cảnh giới, dù không phải là cảnh giới chuẩn thánh thì cũng không kém bao nhiêu. Hả, Tiêu Chính Văn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi kia, hắn ta có thể có chiến lực mạnh mẽ như vậy, hẳn là có liên quan đến đạo bào thủy hỏa trên người hắn ta. Tuy rằng thoạt nhìn, đây chẳng qua là một đạo bào phổ thông mà thôi, nhưng kỳ thực không phải, hình thái cực âm dương một xanh một hồng ở trước ngực hắn lại quay vòng vòng lặp đi lặp lại. Đồng thời, có một luồng ánh sáng màu xanh và một luồng ánh sáng màu hồng, hòa hợp phát sáng trên đạo bào. Hiển nhiên, đây là một bảo vật. Chương 5148 hai người các anh không muốn sống nữa hả? Còn không mau trốn đi. Người đàn ông trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía hai người Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào, lần nữa hét lớn. Soạt, một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, bầu trời cứ như bị xé thành một lỗ hổng lớn, khí tức cuồng bạo ập đến. Từ bên trong khí tức hỗn loạn ở đằng xa, Tiêu Chính Văn không khó có thể đánh giá được rằng, phía trước đang có người hỗn chiến. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, có được lại chẳng tốn chút công, khóe miệng Tiêu Chính Văn hơi cong lên, nở một nụ cười. Quả nhiên, phía trước ngoài trăm dặm, mấy chục người đàn ông trẻ tuổi đang điên cuồng tiến đánh Tuyệt Thiên Quan. Bọn họ đang làm gì vậy? Võ Anh Hào chỉ vào những người đàn ông trẻ tuổi phía trước Tuyệt Thiên Quan kia nói. Nói nhảm, đương nhiên là đang tấn công Tuyệt Thiên Quan rồi, người dẫn đầu chính là vô cực tử của giới Thương Lan, người đàn ông trẻ tuổi chỉ tay về phía trước đám người nói. Nếu là bình thường, những thiên tài tiến vào hành lang thời không, tuyệt sẽ không miễn cưỡng tiến đánh thành trì. Dù sao vị thành chủ của tòa thành đó cũng là một chúa tể. Nhưng vô cực tử hết lần này tới lần khác muốn lội ngược dòng, vừa mới đi vào hành lang thời không đã dẫn đầu khởi xướng tấn công Tuyệt Thiên Quan. Vô cực tử, hắn dám tiến đánh quan thành ư? Võ Anh Hào đầy vẻ trêu đùa cười nói. Quan thành không giống như những thành trì phổ thông khác, không nói đến lực phòng ngự kiên cố, thực lực phòng giữ trong thành còn mạnh mẽ hơn. Có gì mà không dám chứ? Chẳng lẽ các người chưa nghe nói đến sư huynh vô cực tử của giới Thương Lan tôi sao? Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt như nhìn kẻ nhà quê. Quả thực là chưa nghe nói đến. Hai người Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn bèn nhìn nhau cười. Vô cực tử sư huynh là người đứng đầu của thế hệ trẻ tuổi nhất bên trong giới Thương Lan bọn ta, người đàn ông trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Vậy so với Hồng Ấn hoặc Dạ Ma Thiên, thực lực của hắn ta như thế nào? Võ Anh Hào mỉm cười hỏi. Phi, chỉ dựa vào hai người bọn họ ư? Chắc là vừa nghe thấy danh hiệu sư huynh vô cực tử, đã co giò chạy mất dép rồi. Người đàn ông trẻ tuổi quệt miệng, cao ngạo vô cùng nói. Cứ như thể hắn ta chính là bản nhân vô cực tử không bằng. Giờ này khắc này, xung quanh đã tụ tập được không ít người, hơn nữa tuyệt đại đa số những người này đều có thực lực không kém hơn mấy người vạn phong.
Những người này sau khi nghe xong lời nói của người đàn ông trẻ tuổi kia cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên, bọn họ cũng vô cùng tán đồng những gì người đàn ông trẻ tuổi nói. Cùng với một luồng ánh sáng màu bạc từ trên trời chiếu rọi, lại có mấy người gia nhập chiến đoàn. Chương 5149 giờ này khắc này, núi sông bốn phương đều rung chuyển, toàn bộ không gian đều tràn ngập bầu không khí chấn động kinh khủng, ở phía trên Tuyệt Thiên Quan, có một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ như một vị thần, tay cầm trường thương, ngạo mạn nhìn xuống đám người phía dưới. Trong đám người, cũng chỉ có một mình Vô Cực Tử nâng kiếm lội ngược dòng mà đi, giết về phía người đàn ông trẻ tuổi. Nhìn thấy một trận đại chiến có 102 đang ở ngay trước mắt. Anh Tiêu, chúng ta. Võ Anh Hào quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, nhìn xem thế nào rồi nói. Vô Cực Tử cầm trường kiếm trong tay, chém ra một nhát, uy lực của nhát kiếm này vô song, mọi người xung quanh xem cuộc chiến cũng cảm thấy áp lực gấp bội, nhao nhao lùi về phía sau. Đối mặt với một trận chiến kinh thiên động địa như thế này, những người khác căn bản không dám tiến lên, bởi vì thực lực của hai bên đều đã vượt qua cảnh giới chuẩn thánh cấp 1. Mặc dù trong số tất cả mọi người ở đây, cũng có không ít cảnh giới chuẩn thánh cấp 1 đỉnh cao tồn tại, nhưng không ai dám chủ động tiến lên, gia nhập trận đại chiến mở rộng này. Cho dù chỉ là dư âm, cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ tại chỗ. Rầm, trên tường thành của Tuyệt Thiên Quan nổi lên một luồng sáng trắng, trên bầu trời, tia sấm sét đánh xuống, nổ tung trên không trung. Giờ phút này, khí tức của Vô Cực Tử kinh người, giống như trăm trận trăm thắng, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía chàng trai trẻ trên đầu thành nói, giao lệnh bài Huyền Vũ ra, tôi sẽ tha chết cho anh. Tha chết cho tôi ư? Anh có thể thử, chàng trai trẻ kia không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn giằng co với Vô Cực Tử qua không trung. Khi hai luồng áp lực cưỡng chế đồng loạt phóng ra, trong phạm vi trăm dặm, ngay cả không khí cũng gần như đóng băng, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cảm giác áp bức mãnh liệt. Ngay cả da đầu Võ Anh Hào cũng hơi tê dại. Dù sao hai bên cũng chỉ mới giao đấu mà đã có áp lực khủng bố như vậy ập tới, nếu như vừa rồi thật sự gia nhập chiến đoàn, chỉ sợ giờ phút này đã bị khí tức hai bên phóng thích ra hoàn toàn nghiền nát. Ban đầu Tiêu Chính Văn cũng chỉ định tới hóng hớt, nhưng sự xuất hiện của Vô Cực Tử và chàng trai trẻ trên đầu thành kia thật sự làm cho Tiêu Chính Văn cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu Tiêu Chính Văn đã không có ý định nhúng tay vào trận chiến này. Không phải là Tiêu Chính Văn sợ, mà là chuyện cướp đoạt lệnh bài Huyền Vũ, nhất định phải càng bí mật càng tốt. Nếu không, không đợi cướp được đủ lệnh bài Huyền Vũ, đã bại lộ hành tung, muốn cướp cũng khó như lên trời. Sức mạnh vô tận giáng xuống, luồng áp lực xuyên qua trời đất kia, làm cho người ta căn bản không cách nào ngăn cản nổi. Xung quanh Vô Cực Tử cũng lóe lên màn sáng trắng, khí tức một lần nữa nâng cao, đối đầu với chàng trai trẻ đứng trên đầu thành. Tuy rằng nói lúc trước người đàn ông trẻ mặc đạo bào kia hơi phóng đại thực lực của Vô Cực, nhưng quả thật là Vô Cực Tử mạnh hơn đám người Vạn Phong rất nhiều. Chương 5150 trong lúc hai bên giằng co không dứt, một luồng ánh sáng trên bầu trời bay tới, một chàng trai trẻ mặc áo dài màu xanh chậm rãi tiến đến. Luồng khí tức kinh thiên động địa kia cùng với ánh sáng thánh khiết bao phủ quanh người, thế mà lại đem đến cho mọi người một loại ảo giác như thánh nhân giá lâm. Luồng khí kia càng thêm kinh khủng. Trong khoảnh khắc người đó xuất hiện, toàn bộ đều kinh hãi, chàng trai trẻ mặc đạo bào cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Khổng Tề Thiên. Lúc này, rất nhiều người nghe thấy cái tên này, đều nhìn về phía người tới. Trong khi đó, ánh mắt của Tiêu Chính Văn cũng rơi vào người đến, nhưng không giống như những người khác, Tiêu Chính Văn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó không phải là bản thể, chỉ là một phân thân mà thôi. Ngay khi bóng dáng đó xuất hiện, gương mặt Tiêu Chính Văn lộ ra một nụ cười khó thăm dò. Quả nhiên là ông ta. Không ngờ ông ta cũng ở trong hành lang thời không. Giờ phút này, hư không kích động, giống như có thể nghiền nát bất cứ lúc nào. Giờ khắc này, bên phía Tuyệt Thiên Quan, cũng xuất hiện từng vết nứt. Đó là bởi vì khí tức của đối phương quá mạnh mẽ, tường thành Tuyệt Thiên Quan đã chịu không nổi áp lực và sức tàn phá khủng bố như thế. Bởi vậy, mới xuất hiện từng đường rạn nứt vô cùng rõ ràng. Ngay khi phân thân của Khổng Tề Thiên xuất hiện trên thành Tuyệt Thiên, Vô Cực Tử và chàng trai trẻ trên đầu thành gần như đồng thời ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Khổng Tề Thiên tỏa sáng như thánh nhân, quanh người đều là ánh hào quang thánh khiết, ở sau lưng ông ta, còn có một vầng ánh sáng huyền bí như mặt trời,
loại khí thế uy nghi áp đảo vạn vật trên thế gian, thiêng liêng không thể khinh nhờn. Đây mới là Khổng Tề Thiên thật sự, tuy nói chỉ là một phân thân thần niệm của ông ta, nhưng quả thực như hai người hoàn toàn khác biệt so với Khổng Tề Thiên mà Tiêu Chính Văn đã từng gặp ở vùng ngoài lãnh thổ. Khi Khổng Tề Thiên xuất hiện, hai luồng áp lực làm cho người ta vô cùng áp bức kia đồng thời vỡ vụn. Giao lệnh bài huyền vũ cho hắn, giọng nói của Khổng Tề Thiên không buồn không vui, chỉ mang theo một nguồn sức mạnh thánh khiết. Dầm, chàng trai trẻ trên thành Tuyệt Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn, chỉ một ánh mắt, đã làm cho hắn bị trọng thương chảy máu. Chàng trai trẻ không dám tin nhìn về phía Khổng Tề Thiên, nhưng ngay lúc này, một ánh sáng trắng hiện lên, trong nháy mắt, toàn bộ Tuyệt Thiên Quan đã hoàn toàn ngăn chặn tất cả mọi thứ xung quanh. Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ, nhấn xuống trên Tuyệt Thiên Quan, bàn tay lớn như thể chỉ cần nhấn nhẹ, tất cả mọi thứ ở đây sẽ tan thành mây khói. Giờ phút này, chàng trai trẻ đó đã hoàn toàn hiểu ra, cho dù hắn có liều mạng dốc hết toàn bộ sức lực, cũng không thể địch lại Khổng Tề Thiên. Ông có năng lực cao thủ thế giới, sao có thể tùy ý tham gia vào buổi khảo hạch của vãn bối, hơn nữa còn phá hỏng quy củ của hành lang thời không? Chẳng lẽ ông không sợ, không sợ? Lời tôi nói, chính là quy củ, không đợi chàng trai trẻ nói xong, Khổng Tề Thiên đã lạnh lùng ngắt lời. Chàng trai trẻ lạnh lùng nhìn thoáng qua Khổng Tề Thiên, tuy rằng đó chỉ là một phân thân của ông ta, nhưng thực lực cũng bỏ xa hắn mấy chục con phố. Chương 5144 không có gì quan trọng hơn việc sống sót. Dù là thời điểm nào, bảo vệ tính mạng là trên hết. Nếu có người hỏi, các người biết nên trả lời như nào cho đúng rồi chứ? Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng nói. Ừ, Vạn Phong sửng sốt, vội vàng gật đầu nói, biết rồi. Ừ, nói thử tôi nghe. Tiêu Chính Văn híp mắt nhìn Vạn Phong. À, từ lúc chúng tôi rời khỏi phủ thành chủ chưa từng gặp mặt. Vạn Phong dè dặt nói. Nếu có người hỏi anh về lệnh bài huyền vũ, anh nên trả lời như thế nào? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Vạn Phong hít một hơi thật sâu nói, lệnh bài huyền vũ của chúng tôi bị cướp, bị Ma Long dẫn người tới cướp mất. Tiêu Chính Văn lúc này mới hài lòng gật đầu nói, quả nhiên là người thông minh, nhưng vẫn còn một nhiệm vụ giao cho các người, nếu làm tôi thất vọng, nói đến đây. Tiêu Chính Văn ngửa đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, không nói tiếp. Hiểu, tôi hiểu, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Giờ phút này Vạn Phong đã nghĩ tới cái chết, nhưng đối mặt với sát thần Tiêu Chính Văn thì hắn chết không được, sống cũng không xong. Dù sao hắn cũng là nhân vật thiên tài một phương, cho dù không phải là một đại năng siêu cấp cũng sẽ không đến nỗi phải chạy việc vặt, bán mạng cho người khác. Nhưng với Tiêu Chính Văn, cho dù hắn có không tình nguyện cỡ nào, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu có người từ chư thiên thần giới đi ngang qua đây, các người phải dẫn theo bọn họ đuổi giết chúng tôi. Hiểu chưa? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn đám người nói. Nghe đến đây, Vạn Phong toàn thân cảm thấy khó chịu, Tiêu Chính Văn định làm gì? Chẳng lẽ anh còn muốn chặn đánh giết hết tất cả thiên tài của chư thiên thần giới sao? Tên Tiêu Chính Văn này quá tự tin, quá kiêu ngạo. Lại dám bày mưu giết hại toàn bộ thiên tài của chư thiên thần giới. Nhưng ngược lại, lòng dũng cảm của Tiêu Chính Văn cũng thực sự khiến Vạn Phong vô cùng khâm phục. Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ làm theo ý của anh. Vạn Phong gật đầu liên tục, hoàn toàn không dám nói nửa chữ không. Các ngươi được tự do. Tiêu Chính Văn thản nhiên cười với đám người Vạn Phong, sau đó xoay người rời đi với Võ Anh Hào. Mãi cho đến khi xác nhận Tiêu Chính Văn đã thật sự rời đi, Vạn Phong mới cười khổ nói, hai. Thật không thể tin được trên địa cầu lại tồn tại một người biến thái như vậy. Thật ra, trong một số sách cổ của chúng ta có ghi lại, địa cầu là nơi sinh ra rồng, sau khi long tộc diệt vong, sẽ có thời kỳ bóng tối kéo dài 10.000 năm, sau đó sẽ bay thẳng lên trời. Chẳng lẽ người dẫn đầu địa cầu bay thẳng lên trời chính người này sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.